Y đạo quan đồ, chương nhất châm. Chương 1676, biến hóa vi diệu 4. Chu Hưng Dân đi rồi, người lãnh đạo của các thành phố cũng đi theo, Tân Hải vốn vô cùng náo nhiệt lập tức trở nên yên ắng hơn nhiều. Nếu nói tỉnh trưởng Chu Hưng Dân rời khỏi là vì có an bài khác thì lãnh đạo cấp thành phố khác rời khỏi là vì bận công vụ. Còn đám lãnh đạo Bắc Cảng rời khỏi, khiến cho người ta rất khó hiểu, Tân Hải là một bộ phận của Bắc Cảng. Mà lễ mừng bỏ huyện lập thành phố của Tân Hải lần này còn là người lãnh đạo của Bắc Cảng yêu cầu thu xếp, người khác bỏ đi còn được, mấy vị thường ủy thành phố Bắc Cảng giống như có hẹn trước. Cũng nhau vắng mặt trong tiệc pháo hoa tối hôm đó của Tân Hải. Thị trưởng Hứa Song Kỳ, Bộ trưởng Tuyên truyền Vương Quân Cường đều gọi điện thoại hỏi, khi tới văn phòng của Trương Dương thì vẻ mặt của hai người đều lộ ra vẻ mất tự nhiên. Trương Dương nói, đồng chí Quân Cường, tiệc pháo hoa tối chuẩn bị thế nào rồi? Vương Quân Cường nói, tất cả đã chuẩn bị xong, nhưng bí thư Hạng bọn họ. Hắn không nói tiếp mà đưa mắt nhìn Hứa Song Kỳ. Hứa Song Kỳ nói, tôi vừa mới gọi điện thoại, bí thư Hạng bọn họ về thị lý có an bài trọng yếu, tiệc pháo hoa tối họ không thể tham dự. Trương Dương nói, vậy khẳng định là xảy ra đại sự rồi, nếu không thường ủy thành phố Bắc Cảng không thể tránh mặt tập thể. Lão Hứa à, anh có hỏi xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì không? Hứa Song Kỳ nghĩ thầm. Xảy ra chuyện gì thì trong lòng anh còn không rõ ư? Còn không phải bị anh đắc tội ư? Chuyện xấu anh đã làm xong rồi, hiện tại ở đây giả vờ vô tội, một người trẻ tuổi sao lại nhiều tâm nhãn như vậy? Tâm nhãn của Hứa Song Kỳ cũng không ít, lão yêu chính trị này cho dù cấp bậc không cao, nhưng tư cách thì tuyệt đối đủ già. Trương Dương tới lâu như vậy, Hứa Song Kỳ cũng tranh đi đấu lại với hắn, trong lòng ít nhiều cũng hiểu hắn, lần này tỉnh trưởng Chu Hưng Dân tới đây, thái độ đối với Trương Dương thế nào thì y cũng nhìn rõ. Rõ ràng vị bí thư thị ủy Tân Hải này so với bí thư thị ủy Bắc Cảng thì được sủng ái hơn nhiều, Hạng Thành cũng chính là vì chuyện này mới tức giận. Hứa Song Kỳ bởi vậy mà sinh ra nhận thức sâu hơn, mình căn bản không phải là đối thủ của Trương Dương, muốn đấu cũng phải là loại cấp số như Hạng Thành mới có tư cách giao thủ với Trương Dương. Có tâm tính như vậy, Hứa Song Kỳ tất nhiên sẽ không sinh ra dục vọng đấu tiếp với Trương Dương, người ta quý ở chỗ tự hiểu lấy mình, chuyện ngu xuẩn như lấy trứng chọi đá y sẽ không làm. Người ta một khi trong lòng đã có ý khuất phục thì sẽ trong mơ hồ lộ ra biểu hiện yếu thế, trên mặt Hứa Song Kỳ cũng xuất hiện vẻ cung khiêm trước giờ chưa từng có, y thấp giọng trưng cầu ý kiến của Trương Dương, bí thư Trương, nếu các lãnh đạo đều đi rồi, anh thấy tiệc tối này còn làm hay không? Làm, đương nhiên phải làm, Trương Dương không chút do dự nói, hắn nhìn Hứa Song Kỳ tiệc pháo hoa của chúng ta là làm vì người dân, cùng vui với dân, để người dân Tân Hải có thể chia sẻ vinh quang và vui sướng bỏ huyện lập thành phố. Các lãnh đạo không phải trọng điểm, bọn họ có mặt hay không thì tiệc pháo hoa của chúng ta vẫn tổ chức bình thường. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sau khi Hứa Song Kỳ và Vương Quân Cường rời khỏi văn phòng Trương Dương, Vương Quân Cường nói, thị trưởng Hứa, hay là ngài lại liên hệ với thị lý, xem bí thư Hạng bọn họ. Hứa Song Kỳ cười ha ha, thôi, gọi bao nhiêu cú điện thoại cũng phí công thôi, cứ dựa theo lời bí thư Trương mà làm đi, cùng vui với dân. Bọn Hứa Song Kỳ đi bao lâu thì bí thư thị ủy Đoàn Thường Hải Tâm tới văn phòng Trương Dương, đôi mắt cô ta có chút đỏ lên, nhìn ra được vừa mới khóc. Trương Dương nhìn thấy bộ dạng của cô ta, trong lòng không khỏi thương xót, đi tới đóng cửa phòng lại, giang tay ra ôm Thường Hải Tâm vào lòng, khẽ hôn một cái lên mặt cô ta, ôn nhu nói, sao lại khóc. Thường Hải Tâm trong lòng có cố kỵ, nơi này dù sao cũng là nơi làm việc, cô ta có chắt ngượng ngùng dẫy khỏi lòng Trương Dương, đâu có. Vừa rồi cha em đi, ông ấy rất quyến luyện nên khiến em cảm động. Trương Dương cười nói, sắp mùng 1 tháng 5 rồi, em sao không về nhà? Thường Hải Tâm nói, anh muốn em đi như vậy à? Sao lại thế, anh chỉ ước em ngày đêm đều ở bên cạnh anh. Trương Đại Quan Nhân nâng cầm Thường Hải Tâm lên, hôn một cái lên môi cô ta. Thường Hải Tâm gắt, anh, nơi này là văn phòng, phải bảo trì khoảng cách, có hiểu hay không hả? Trương Dương cười cười ngồi về chỗ của mình, đồng chí Tiểu Thường, cô tìm tôi có chuyện gì? Thường Hải Tâm nói, còn không phải vì chuyện tiệc pháo hoa tối này ư, lãnh đạo tỉnh đi rồi, lãnh đạo thành phố cũng không nể tình, ghế khách quý mà chúng ta chuẩn bị hôm nay hơn phân nửa đều trống, cho dù là lên TV cũng rất khó coi. Trương Dương nói, dễ giải quyết thôi mà, tới vườn phúc lợi xã hội, mời bọn trẻ tới xem biểu diễn pháo hoa. Thường Hải Tâm cười nói, anh cũng lắm trò thật, mọi người đều nói. Anh lần này đắc tội với toàn bộ mấy vị lãnh đạo Bắc Cảng, cho nên người ta mới không cho anh mặt mũi. Trương Dương nói, anh không cần bọn họ cho, bọn họ không tới càng tốt,
anh đỡ phải lãng phí lương thực. Thường Hải Tâm nói, đúng rồi, lần này chị Thanh sao không tới? Trương Dương cũng có chút kỳ quái gãi gãi đầu nói, anh cũng rất bực, cô ấy vốn đã nói là sẽ tới, nhưng hiện tại lại không thấy bóng đâu cả, người không tới điện thoại cũng không gọi, anh còn chưa kịp gọi điện thoại cho cô ta đây. Thường Hải Tâm nói, hay là giờ gọi đi, cô ta cáo từ Trương Dương, hoạt động lễ mừng lần này do Bộ Tuyên truyền Thị ủy và Thị ủy đoàn Liên hợp xử lý, công tác cần làm còn có rất nhiều. Trương Đại Quan Nhân lại đi tới, tóm lấy eo cô ta, một tay thì sờ mông, kéo người cô ta lại sát vào mình, Thường Hải Tâm xấu hổ ngẩng mặt lên, để hắn hôn một cái, cho đến lúc cô ta khó thở Trương Dương mới buông cô ta ra, nói khẽ anh nhớ em. Thường Hải Tâm cảm thấy cái bộ phận dí sát vào mình của hắn có biến hóa, dịu dàng nói, chuyện tối nay xong rồi em sẽ gọi điện thoại cho anh. Trương Đại Quan Nhân cười cười hiểu ý, lúc này mới thả cho Thường Hải Tâm đi, thằng cha này trở lại chỗ ngồi của mình, xoay một vòng tại chỗ, chức vị cũng chú ý cảnh giới, hắn hiện tại đã được tính là công tư trọn vẹn đôi đường rồi. Nhớ tới chuyện của Tần Thanh, hắn cầm điện thoại bàn gọi vào di động của Tần Thanh, di động của Tần Thanh ở trong trạng thái tắt máy. Khi Trương Dương đang chuẩn bị gọi điện thoại tới văn phòng của cô ta thì di động của hắn đổ chuông, lại là Tần Thanh gọi điện thoại tới, thì ra Tần Thanh sáng sớm hôm nay đã tới đây, cha của cô ta Tần Truyền Lương đi cùng cô ta, nhưng đang trên đường đi thì bỗng nhiên cảm thấy người không khỏe, cho nên cô ta trước hết đưa cho tới Bệnh viện Nhân dân tỉnh số 1 của thành phố Giang Thành để kiểm tra thân thể. Không có gì trở ngại, nhưng cô ta hôm nay mới tới được. Trương Dương bảo cô ta cứ an tâm ở lại Giang Thành làm bạn với cha. Lại cẩn thận hỏi tình huống của Tần Truyền Lương, xác định ông ta không có vấn đề gì lớn thì lúc này mới gác máy. Dưới gợi ý của Trương Dương, tối hôm đó ghế khách quý vốn dành cho các vị lãnh đạo đã an bài cho bọn nhỏ của Viện Phúc Lợi, còn có một số lão nhân cô đơn, Trương Đại Quan Nhân đặc biệt dặn dò, nhất định phải làm tốt biện pháp an toàn. Dù sao hai thuyền pháo hoa mà Viên Hiếu Công đưa cho hắn tất cả đều là hàng buôn lậu, hơn nữa đã để trong kho một đoạn thời gian rồi. Tính năng an toàn của thứ đồ chơi này rốt cuộc như thế nào thì Trương Đại Quan Nhân cũng không dám chắc. 8 giờ rưỡi tối hôm đó, tiệc pháo hoa chính thức bắt đầu, trên quảng trường thị dân Tân Hải là núi người biển người, vất vả nhất phải nói tới Cục Công an Tân Hải, Trình Diễm Đông không dám chậm trễ, phái đủ cảnh lực, kéo dây cảnh giới ở hiện trường. Khi đồng hồ chỉ tới số 8, một tiếng nổ chấn triệt thiên địa vang lên, một đạo rồng lửa bắn thẳng lên bầu trời đêm, trong trời đêm kéo ra một quỹ tích lóa mắt. Khi pháo hoa bay tới điểm cuối, phát ra những tiếng nổ liên tục, từng quả cầu ánh sáng mỹ lệ nối tiếp nhau chiếu sáng cả không trung, sau đó nhanh chóng tách thành những bó sáng đầy ý lệ, trong nhất thời toàn bộ bầu trời đêm đã bị pháo hoa xinh đẹp nhuộm đẫm vẻ xa hoa. Các thành viên của Thường ủy thành phố Tân Hải đều tới hiện trường, dựa theo cách nói của Trương Đại Quan Nhân, phải cùng vui với dân, chủ đề tối nay là lễ mừng Tân Hải bỏ huyện lập thành phố, nhân vật chính tối nay là người dân thành phố Tân Hải. Tổ đưa tin tiết mục của Đài truyền hình thành phố Tân Hải, Đài truyền hình thành phố Bắc Cảng đều tới hiện trường, mỹ nữ phóng viên Vũ Ý bằng vào quan hệ của cô ta và bí thư Trương chiếm được cơ hội phỏng vấn duy nhất. Khi Vũ Ý tìm được Trương Dương thì vị bí thư thị ủy trẻ tuổi này đứng ở quảng trường với đám thường ủy Tân Hải, đang ở trên mái nhà của Bách Hóa Tân Hải xem pháo hoa, khuôn mặt anh Tuấn của thằng cha này bị ánh sáng pháo hoa chiếu lúc sáng lúc tối, Vũ Ý ở xa xa tóm được vẻ đắc ý trên mặt thằng cha này. Cũng khó trách, người ta tới Tân Hải mới được mấy tháng đã liên tiếp làm ra đại sự, Tân Hải cũng từ huyện thăng cấp trở thành thành phố, vị bí thư huyện ủy Trương Dương này cũng biến hóa nhanh chóng trở thành bí thư thị ủy. Trương Đại Quan Nhân dưới sự vây quanh của các thường ủy huyện, rất có phong phạm lãnh đạo, hắn chỉ lên bầu trời đêm, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười to thoải mái. Chủ nhiệm văn phòng thị ủy Phó Trường Trinh tới bên cạnh Trương Dương, thấp giọng nói với hắn đài truyền hình Bắc Cảng tới rồi. Trương Đại Quan Nhân xoay người nhìn thấy Vũ Ý đang mỉm cười từ xa xa vẫy tay với hắn. Trương Dương chủ động chạy tới đón. Chương 1677, cháy rồi 1. Vũ Ý đầu tiên vươn tay bắt tay Trương Dương, bí thư Trương, chúc mừng ngài. Trương Dương nói, cảm ơn, chúng ta trước đó đã nói rồi, tôi tối nay còn có rất nhiều chuyện phải làm, thời gian phỏng vấn dành cho cô là 10 phút có đủ không? Vũ Ý ra dấu ok. Thợ chụp ảnh tìm một góc độ quay chụp tốt nhất, Trương Đại Quan Nhân phối hợp đi tới, pháo hoa nhiều màu sáng rực vừa hay làm bối cảnh cho hắn. Vũ Ý sau khi trưng cầu ý kiến của Trương Dương, ra hiệu có thể bắt đầu, cô ta mỉm cười nói, thưa các vị khán giả, chào mọi người, tối nay đối với Tân Hải mà nói thì là một ngày rất trọng đại, toàn thể thị dân Tân Hải tề tụ ở một nơi, cùng nhau chúc mừng Tân Hải thành công bỏ huyện lập thành phố,
tôi là phóng viên Vũ Ý của đài truyền hình Bắc Cảng, người đứng bên cạnh tôi chắc mọi người đều nhận ra, anh ấy là bí thư thị ủy Trương Dương trẻ tuổi đầy hứa hẹn của Tân Hải chúng ta. Bí thư Trương, có thể trước tiên chào khán giả mọi cái không? May quay chiếu lên mặt Trương Dương, Trương đại quan nhân tươi cười hớn hở, vẫy vẫy tay nói, chào các vị khán giả, nhân cơ hội này, tôi xin được gửi lời chào trân trọng nhất tới tất cả thị dân Bắc Cảng, hy vọng tất cả những gì phát sinh ở đây cũng có thể mang tới sự vui mừng và hạnh phúc tới bên cạnh các bạn. Vũ Ý nói, bí thư Trương, có thể miêu tả một chút tâm tình của ngài vào lúc này không? Trương Dương nói, tâm tình của tôi hiện tại có thể khái quát bằng 4 chữ, kích động hào hứng. Vì Tân Hải có thể bỏ huyện lập thành phố, chúng tôi đã phải cố gắng trong một đoạn thời gian rất dài, hôm nay cuối cùng cũng có thể thực hiện được, có nghĩa là Tân Hải chúng tôi từ hôm nay trở đi sẽ bước lên một bậc thang mới, chúng tôi đồng dạng cũng sẽ có thêm nhiều cơ hội hơn, nhiều khiêu chiến hơn, tôi tin rằng dưới sự cố gắng chung của chúng tôi, Tân Hải ngày mai sẽ trở nên càng ngày càng tốt đẹp. Lúc này, tôi nhờ đài truyền hình Bắc Cảng, tỏ ý được cảm tạ sự ủng hộ của các lãnh đạo tỉnh đối với công tác của chúng tôi. Nhất là phải cảm tạ tỉnh trưởng Chu của chúng ta, cảm tạ ông ấy dù bận trăm công nghìn việc vẫn dành thời gian đặc biệt tới tham gia lễ mừng lập thành phố của Tân Hải chúng ta, đồng thời cũng phải cảm tạ các lãnh đạo thành thị huynh đệ đã tới xem lễ, cảm tạ bí thư thị ủy thường của thành phố Lam Sơn. Trương đại quan nhân đọc phách phách lại một lần, nhưng thằng cha này lại cố ý không nhắc tới lãnh đạo thành phố Bắc Cảng, không nhắc tới bất kỳ một ai. Đây tuyệt đối không phải là sơ suất mà là cố tình. Vũ Ý chờ Trương Dương cảm tạ xong mới nói, bí thư Trương, ngài luôn mang tới cho người khác một ấn tượng là một cán bộ trẻ tuổi độc lập độc hành, có người nói anh trẻ tuổi xung động, có người nói anh quyết đoán kinh người, tôi rất muốn biết bản thân anh đánh giá về mình như thế nào. Trương Dương cười nói, cô đây là cho tôi một nan đề rồi, cá nhân tôi không quan tâm tới những đánh giá về tôi trước giờ cũng không tự đánh giá về mình, tôi chỉ biết, thân là một cán bộ quốc gia, mỗi một phần quyền lực trong tay tôi đều là người dân giao cho tôi. Tôi là công bộc của nhân dân, phục vụ cho người dân là nghĩa vụ của tôi, chỉ cần tôi làm những chuyện có lợi đối với Tân Hải, có lợi đối với người dân Tân Hải thì tôi sẽ không chút do dự đi làm, tôi sẽ không cân nhắc tới hậu quả, tôi sẽ không cân nhắc tới sẽ ảnh hưởng như thế nào tới sĩ đồ của tôi. Vũ Ý cười nói, bí thư Trương, ngài là một lãnh đạo thực tế nhất trong tất cả các lãnh đạo mà tôi từng phỏng vấn, nói chuyện ngay thẳng, cũng không quanh co lòng vòng. Trương Dương cười nói, tôi không làm chuyện gì không dám nhìn người ta thì vì sao phải quanh co lòng vòng. Bất kể làm quan hay là làm người thì quan trọng nhất chính là phải quang minh chính đại, chỉ có như vậy mới có thể làm được không thẹn với lương tâm. Vũ Ý nói, bí thư Trương, chúng ta đều biết ở Tân Hải còn có một đại sự, đó chính là khu bảo lưu thuế nhập khẩu đầu tiên của Bình Hải được đặt ở Tân Hải. Gần đây có tin tức, quy hoạch của khu bảo lưu thuế nhập khẩu có biến, tập đoàn sắt thép Thái Hồng muốn xây dựng một phân nhà máy tại góc Thương Gia. Ngài có thể nói một chút về chuyện này không? Trương Dương nói, quy hoạch khu bảo lưu thuế nhập khẩu được trải qua phân tích nhiều mặt của ban lãnh đạo Tân Hải và các chuyên gia tương quan, sau khi luận chứng nghiêm khắc mới xác định, có thể nói đây là phương hướng phát triển trong tương lai của Tân Hải chúng tôi. Chúng tôi một khi đã xác định phương hướng chuẩn thì sẽ không dễ dàng thay đổi như vậy. Ở đây tôi có thể chính thức nói với mọi người, quy hoạch của khu bảo lưu thuế nhập khẩu sẽ không thay đổi, tập đoàn sắt thép Thái Hồng cũng không xây nhà máy trong phạm vi của Tân Hải. Vũ Ý vốn định hỏi thêm vài câu nhưng Trương đại quan nhân đã giơ cổ tay lên ý bảo hết thời gian rồi, Vũ Ý trừng mắt lườm hắn một cái, cùi mũi lại, tỏ vẻ kháng nghị đối với hắn. Trương đại quan nhân há miệng cười, lại có thêm mấy tiếng nổ vang trong trời đêm phía sau hắn, sau đó là tiếng hoan hô của thị dân vang lên. Ánh mắt Vũ Ý tựa hồ cũng bị pháo hoa hấp dẫn, khi Trương Dương đang chuẩn bị rời đi thì phát hiện miệng Vũ Ý cong thành hình chữ O. Trương đại quan nhân cười thầm trong lòng. Pháo hoa có đẹp đến mấy thì cũng không cần phải khoa trương như vậy chứ, miệng Vũ Ý lúc này quả thực có thể nhét một quả trứng vịt vào, Trương đại quan nhân đang muốn trêu ghẹo cô ta một câu thì lại nghe Vũ Ý nói, cháy. Trương đại quan nhân ngạc nhiên xoay người lại, thì thấy ở bầu trời phía chính nam đã bị ánh lửa nhuốm đỏ, mọi người đang đắm chìm trong sung sướng cũng rất nhanh phát hiện ra biến hóa này. Trương Dương chẳng buồn cáo từ Vũ Ý, hắn bước nhanh về phía đội ngũ thường ủy đứng cách đó không xa, bí thư ủy ban chính pháp. Cục trưởng công an Trình Diễm Đông đã phát hiện chuyện này trước hắn, đang gọi điện thoại hỏi tình huống cụ thể, tất cả thường ủy đều nhìn Trình Diễm Đông, chờ đợi hắn chứng thực tình huống. Trình Diễm Đông gác điện thoại, ngẩng đầu lên thì phát hiện Trương Dương đã tới bên cạnh mình, Trình Diễm Đông nói, bí thư Trương, cửa hàng Hồng Quang của Tân Hải cháy rồi. Trương Dương nhíu mày, đi, chúng ta tới hiện trường xem tình huống.
Trương đại quan nhân không hề nhiều lời, trong lòng lại thầm kêu không ổn, cửa hàng tổng hợp Hồng Quang nằm ở sườn nam quảng trường thị dân lại cháy đúng vào lúc này, điều hắn lo lắng nhất là hỏa hoạn lần này rốt cuộc có phải do phóng pháo hoa tạo thành hay không. Cả đám thường ủy nói chuyện to nhỏ, cơ hồ tất cả mọi người đều cho rằng vụ cháy có thể có liên quan tới tiệc pháo hoa, nhưng không ai dám nói, nếu chuyện này được nghiệm chứng, như vậy Trương Dương không nghi ngờ gì nữa sẽ rơi vào phiền toái. Trương Dương và Trình Diễm Đông cùng lên một chiếc xe, Trình Diễm Đông không ngừng gọi điện thoại, tìm hiểu tình huống tiến triển mới nhất, bởi vì thị dân chung quanh quảng trường tới xem pháo hoa rất nhiều, cho nên giao thông ắc tắc, xe rất khó đi, khoảng cách không đến một cây em đường mà đi mất hơn 20 phút, trên đường không ngừng nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát tới hiện trường rất nhiều, đang tích cực khơi thông đường. Trình Diễm Đông nói với Trương Dương, trong quá trình chúng tôi châm ngòi pháo hoa không hề xảy ra sự cố, trước mắt vẫn chưa thể chứng thực. Có phải pháo hoa hạ xuống cửa hàng tổng hợp Hồng Quang, dẫn tới trận hỏa hoạn này hay không? Trương Dương nói, trước đó không phải đã tính toán kỹ rồi ư? Châm pháo hoa sẽ không tạo thành ảnh hưởng đối với vật kiến trúc chung quanh cơ mà. Trình Diễm Đông gật đầu nói, chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ càng, toàn thể quan binh của chi đội phòng cháy đều trực chung quanh quảng trường, hiện tại 6 chiếc xe cứu hỏa đã đi đến hiện trường. Tâm tình vốn đang sung sướng của Trương đại quan nhân cũng bởi vì trận đại hỏa đột ngột này mà mất hết, hắn tức giận nói, chuẩn bị đầy đủ, đây mà gọi là chuẩn bị à. Mặt Trình Diễm Đông lộ vẻ xấu hổ, càng sợ gặp chuyện không may thì lại cứ gặp chuyện không may, Trương Dương trước đó dặn đi dặn lại hắn là có thể biết được hắn vô cùng coi trọng tiệc pháo hoa lần này, sợ trong quá trình phóng xảy ra sai lầm, phải biết rằng lần này tập thể ban lãnh đạo thành phố Bắc Cảng vắng mặt, căn bản là không nể mặt họ. Không biết có bao nhiêu người đang ở sau lưng chờ chế giễu, bất kể là Trương Dương hay là Trình Diễm Đông đều rất căng thẳng, muốn làm tiệc pháo hoa này thật bình an. Nhưng không ngờ vẫn cứ xảy ra chuyện. Trương Dương cũng không phải thực sự muốn phát hỏa với Trình Diễm Đông, hắn là trong lòng bực bội, chuyện đang yên đang lành sao lại xảy ra vấn đề. Ô tô tới ngoài cửa hàng tổng hợp Hồng Quang, Trương Dương và Trình Diễm Đông từ hai bên xuống xe, nhìn thấy 6 chiếc xe cứu hỏa đều đã tới hiện trường. Quan binh phòng cháy đang khẩn trương dập tắt lửa. Người phụ trách chỉ huy dập lửa ở hiện trường nghe nói bí thư thị ủy Trương Dương tới, vội vàng chạy đến, hắn hành lễ với Trương Dương rồi nói, chào bí thư Trương. Trương Dương nhìn khói đen dày đặc phía trên cửa hàng tổng hợp Hồng Quang, nói, tình huống bên trong thế nào? Người phụ trách nói, bí thư Trương, trước mắt hỏa thế đã cơ bản được khống chế, căn cứ vào tình huống mà chúng tôi tìm hiểu được, chắc không có thiệt hại về người. Hỏa thế dẫn phát từ trong kho hàng sớm nhất, tình huống cụ thể vẫn chưa được điều tra rõ, tổn thất cụ thể thì cũng phải chờ tới sau khi dập tắt lửa muốn tiến hành đánh giá được. Trương Dương sau khi nghe thấy không có thương vong về người thì lập tức thở phào nhẹ nhõm, lửa đã cháy rồi, quan trọng nhất là trăm ngàn lần đừng chết người, ngày đại hỷ, vạn nhất chết người thì chính là điểm xấu, cháy cửa hàng, tổn thất chút tài vật, dẫu sao cũng có công ty bảo hiểm trả, không chết người là tốt rồi, cháy đi. Có lẽ trận hỏa hoạn này là dấu hiệu tốt, đại biểu cho Tân Hải trong tương lai sẽ rất náo nhiệt rực rỡ. Chương 1678, cháy rồi 2. Trương Dương đưa ra chỉ thị ở hiện trường, nhất định phải nắm chặt dập tắt lửa, cố gắng giảm bớt tổn thất hỏa hoạn, đồng thời cũng phải chú ý an toàn tính mạng của quan binh phòng cháy, cố gắng khống chế tổn thất của hỏa hoạn lần này tới điểm thấp nhất. Chuyện hiện trường tiệc pháo hoa của Tân Hải phát sinh hỏa hoạn không bao lâu liền truyền tới tai bí thư thị ủy Hạng Thành, y vừa mới về nhà không thì Bộ trưởng tuyên truyền Hoàng Bộ Thành liền gọi điện thoại tới nói với y tin tức này, khi Hoàng Bộ Thành báo cáo với si, rõ ràng là có ngữ khí vui sướng khi người gặp hỏa. Hạng Thành nói, điều tra rõ nguyên nhân hỏa hoạn chưa? Hoàng Bộ Thành nói, bây giờ vẫn đang cháy, tôi nghe nói có thể là pháo hoa rơi xuống cửa hàng tổng hợp Hồng Quang dẫn phát tới trận hỏa hoạn này. Ha ha. Người này một lòng muốn nổi trội, làm cái gì tiệc pháo hoa, giờ thì hay rồi, làm cháy cả cửa hàng, vẫn chưa biết dẫn tới tổn thất kinh tế là bao nhiêu. Nếu bởi vì trận hỏa hoạn này mà gây ra chết người, tính chất sẽ rất nghiêm trọng. Ha ha ha, nói tới đây, Hoàng Bộ Thành không che giấu được vẻ vui sướng khi người gặp hỏa. Hạng Thành nhíu mày, y lạnh lùng nói, anh sao cao hứng như vậy? Tân Hải cũng là một bộ phận của Bắc Cảng, hỏa hoạn tạo thành tổn thất tới tài sản quốc gia. Thậm chí nguy hiểm tới sinh mệnh của người dân, thái độ này của anh là gì? Anh cười cái gì? Hoàng Bộ Thành bị Hạng Thành chất vấn liên tiếp khiến cho rất xấu hổ, y lúng túng nói, tôi không phải nhằm vào hỏa hoạn, tôi là cười có một số người tự cao tự đại, hiện tại thì vui quá hóa buồn. Hạng Thành nói, nhà dột lại gặp mưa dầm,
chuyện của Bắc Cảng lúc nào trở nên càng lúc càng nhiều như vậy? Ngày mai báo chí và TV không biết sẽ còn đưa tin như thế nào? Hoàng Bộ Thành ban đầu vẫn chưa hiểu rõ ý của Hạng Thành. Nhưng Hạng Thành ngay sau đó lại lặp lại, nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền, dư luận chính là một con dao giết người không thấy máu. Hoàng Bộ Thành lúc này mới hiểu được, của Hạng Thành, y nói khẽ bí thư Hạng. Tôi hiểu rồi. Hạng Thành ghét nhất loại phương thức nói chuyện này của Hoàng Bộ Thành, nhìn thấu mà không nói ra là tố chất cơ bản nhất của quan viên, ở phương diện này Hoàng Bộ Thành làm hiển nhiên không tốt, Hạng Thành nói anh hiểu cái gì. Bộ Thành à, tôi phải nói anh một câu, trăm ngàn lần đừng mang tình tự cá nhân vào trong công tác, anh là một lão đảng viên, cũng là người phụ trách công tác tuyên truyền của thành phố chúng ta, đầu óc của anh nhất định phải giữ được tỉnh táo. Mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu, đồng dạng là một chuyện nhưng trong mắt những người khác nhau thì cảm thụ cũng không giống nhau, Cục trưởng Công an thành phố Bắc Cảng Viên Hiếu Công biết tới chuyện này thì phản ứng đầu tiên là phiền toái rồi, bởi vì hai thuyền pháo hoa đó là lễ vật của y tặng cho Trương Dương. Bổn ý là hòng xoa dịu quan hệ đang khẩn trương giữa bọn họ, nhưng không ngờ tặng lễ ngược lại thành tặng phiền toái, nếu hỏa hoạn lần này thực sự là do pháo hoa tạo thành, như vậy y cũng phải gánh vác trách nhiệm liên quan nhất định. Viên Hiếu Công cân nhắc mãi, cuối cùng vẫn gọi điện thoại cho Trương Dương, dù sao y thân là trưởng quan trị an cao nhất của thành phố Bắc Cảng, về tình về lý gọi điện thoại hỏi tình huống một chút cũng là điều nên làm, đồng thời y cũng muốn từ chỗ Trương Dương thăm dò một chút phản ứng của hắn. Trương Dương khi nhận được điện thoại vẫn đang ở hiện trường hỏa hoạn, nghe thấy giọng nói của Viên Hiếu Công, hắn lập tức minh bạch mục đích Viên Hiếu Công gọi điện thoại tới. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, bên này lửa vừa cháy, bên kia tin tức đã truyền khắp bốn phương tám hướng, đây là chuyện đã XDC đoán trước, cũng không có gì kỳ quái, Trương Đại Quan Nhân thậm chí có thể tưởng tượng được đám giả Hạng Thành đó bây giờ đang cười trộm thế nào. Có điều Trương Dương tin Viên Hiếu Công không phải là hư tình giả ý gọi điện thoại chế giễu. Dù sao hai thuyền pháo hoa buôn lậu đó cũng là quà hắn tặng mình, xảy ra vấn đề thì Viên Hiếu Công cũng khó ăn khó nói. Trương Dương nói, Viên Cục, anh yên tâm đi, hỏa thế đã hoàn toàn được khống chế, trước mắt không hề có chứng cứ trực tiếp cho thấy là hỏa hoạn có liên quan tới tiệc pháo hoa, chỉ là xảy ra đồng thời vào lúc tổ chức tiệc pháo hoa thôi, căn cứ vào kết quả điều tra của chúng tôi thì không có thương vong về người. Viên Hiếu Công nghe nói không có thương vong về người thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Có người chết và không ai chết là khác nhau về bản chất, y nói khẽ không có thương vong về người là tốt rồi. Trương Dương nói, Viên Cục, chuyện anh tặng tôi pháo hoa có ai biết không? Viên Hiếu Công nói, gì cơ, y không rõ ý của Trương Dương. Trương Dương nói, tổn thất thực tế mà hỏa hoạn mang đến cũng không lớn, nhưng tôi lo lắng sẽ có ảnh hưởng không tốt, có một số người muốn mượn cơ hội này để gây ra chuyện, hiện tại Bắc Cảng, lòng người thật sự là khó dò lắm. Viên Hiếu Công nói, ai muốn dở trò thì cứ dở, tặng pháo hoa cho anh cũng là quyết định của tôi, Bí Thư Trương, anh yên tâm đi, tôi sẽ không trốn tránh trách nhiệm. Trương Dương nói, tôi không phải lo lắng chuyện này, tôi là lo lắng có người sẽ bới móc, Viên Cục, tự anh cũng phải cẩn thận một chút. Viên Hiếu Công minh bạch Trương Dương đang nói gì, Trương Dương cơ hồ đã đắc tội với cả ban lãnh đạo thành phố Bắc Cảng, tiệc pháo hoa tối nay vừa hay xảy ra hỏa hoạn, tuy rằng không thể nhận định hai chuyện liên hệ nhất định. Nhưng chắc hẳn ban lãnh đạo Bắc Cảng sẽ không bỏ qua cơ hội này để chèn ép hắn, Trương Dương là đang nhắc nhở mình chú ý đừng bị ngộ thương. Viên Hiếu Công nói, trước khi chuyện chưa phát sinh thì rất khó phán đoán kết quả cuối cùng sẽ như thế nào, rất nhiều khi chuyện tốt có thể biến thành chuyện xấu cũng có thể biến thành chuyện tốt. Trương Đại Quan Nhân bật cười, tôi hy vọng chuyện tối nay có thể biến thành chuyện tốt. Hỏa thế cuối cùng cũng hoàn toàn được khống chế. Trương Dương tỏ vẻ hài lòng với phản ứng và kết quả xử lý của quan binh phòng cháy và võ cảnh của quảng trường. Trình Diễm Đông bởi vì chuyện này cũng toát mồ hôi lạnh. Hắn tới bên cạnh Trương Dương rồi nói khẽ tình huống đã được khống chế. Bí thư Trương, ngài hay là về nghỉ ngơi trước đi. Trương Dương gật đầu, hắn nhớ tới một chuyện, dặn dò Trình Diễm Đông, tạm thời đừng nhận phỏng vấn của phóng viên tin tức. Mau chóng điều tra rõ nguyên nhân chân chính của hỏa hoạn lần này, rồi ngay lập tức công bố kết quả ra xã hội. Trình Diễm Đông nói, ngài yên tâm đi, tôi sẽ tra suốt đêm, tranh thủ tối nay đưa ra kết quả. Trương Dương vỗ vỗ vai Trình Diễm Đông, bọn họ rất hiểu nhau, vào thời khắc gặp tình huống phi thường, càng biểu hiện ra sự ủng hộ và tín nhiệm lẫn nhau. Trở lại xe, Chu Sơn Hổ nói, Bí Thư Trương, đi đâu? Trương Dương nhìn đồng hồ, đã là hơn 10 giờ tối rồi, hắn bảo Chu Sơn Hổ đưa mình về văn phòng. Trở lại văn phòng của mình. Trương Dương nhớ tới cuộc gặp đã hẹn tối nay với Thường Hải Tâm,
nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa nhận được điện thoại của cô ta, Trương Dương cầm di động bấm số của Thường Hải Tâm. Thường Hải Tâm nói, chuyện hỏa hoạn xử lý thế nào rồi? Thì ra cô ta cũng đã biết chuyện cửa hàng tổng hợp Hồng Quang cháy, cho nên mới không liên hệ với Trương Dương, lo lắng hắn phân thần. Trương Dương nói, không có chuyện lớn gì cả, có điều hỏa hoạn phát sinh không đúng lúc, chỉ sợ người hữu tâm muốn lợi dụng chuyện này để làm trò. Thường Hải Tâm không khỏi có chút lo lắng cho hắn, thở dài nói, chuyện không hài lòng nhiều quá, anh đừng nghĩ nhiều, hay là nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ một giấc rồi dậy, ngày mai sẽ quên hết. Trương Đại Quan Nhân cười nói, anh không ngủ được, cô đơn gối chiếc. Thường Hải Tâm gắt, anh không ngủ được cũng không phải là bởi vì cô đơn gối chiếc, là vì ai lo cho nước cho dân, trong lòng có quá nhiều chuyện. Trương Dương nói, quả thực có nhiều lắm, cho nên phải phóng thích một chút. Thường Hải Tâm đương nhiên có thể nghe hiểu ý tứ trong lời nói của hắn, thẹn thùng nói, cứ buổi tối là không chịu thành thật, thích chơi trò lưu manh có phải hay không? Ngày mai còn có nhiều công tác như vậy đang chờ anh đi làm, đừng miên man suy nghĩ nữa, mau ngủ đi. Trương Dương nói, không ngủ được. Anh đang ở đâu? Trương Dương nói, trong văn phòng, còn em? Thường Hải Tâm nói, vừa đưa bọn nhỏ của viện Phúc Lợi về, hôm nay mệt lắm, em định về ký túc xá nghỉ. Trương Dương nói, đừng mà, đến chỗ anh đi, giường trong phòng rộng lắm. Em không đi đâu, đã nửa đêm rồi em còn chạy tới văn phòng anh để làm gì? Trương Dương nói, hay là em đừng về, tới văn phòng em đi, anh về tìm em. Không, anh đi đây. Không, không mà. Nữ hài tử thường thường đều là khẩu thị tâm phi, Thường Hải Tâm miệng thì nói không, nhưng vẫn ma xui quỷ khiến thế nào tới văn phòng của mình, một là ký túc xá khá xa. Cô ta bình thường cũng rất ít khi sống ở đó, phần lớn thời gian đều ở Bắc Cảng, thứ hai là Trương Dương vừa rồi nói sẽ tới, khiến trong lòng cô ta có chút chờ mong. Mở cửa văn phòng rồi bật đèn, Thường Hải Tâm đóng lại, cô ta tới trước bàn làm việc, do dự một chút, vẫn cầm điện thoại di động lên trực tiếp gọi tới văn phòng của Trương Dương, điện thoại đổ chuông mấy tiếng mà không có ai trả lời, Thường Hải Tâm dập máy rồi lẩm bẩm, em không tin anh thực sự dám tới đây. Thường Hải Tâm cởi bím tóc. Đang chuẩn bị đi thay giày thì đèn bên trong đột nhiên tắt, cô ta bỗng nhiên xoay người lại, một chưởng vỗ về phía sau, cổ tay bị đối phương tóm lấy, lập tức cả người tê dại, Thường Hải Tâm kinh hô, ai? Tuy rằng trong lòng đã đoán được 7-8 phần, nhưng trước khi chưa thấy mặt đối phương, cô ta vẫn không dám kết luận. Trương Đại Quan Nhân dái sát mặt vào gần tai Thường Hải Tâm, thè đầu lưỡi ra khẽ liếm một chút, nói khẽ còn có thể là ai nữa? Thường Hải Tâm nghe thấy giọng nói của hắn thì mới yên tâm. Tất nhiên không dãy dụa phản kháng. Thân thể mềm mại tựa vào trong lòng Trương Dương, ôn nhu nói, anh đúng là sắt đảm bao thiên. Chương 1679, cháy rồi ba. Trương Đại Quan Nhân cười nói, cái này gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn. Bên ngoài bỗng nhiên xẹt lên một tia sáng, chiếu rọi cả căn phòng bên trong, chợt một tiếng sấm vang lên ngoài cửa sổ, Thường Hải Tâm hét lên một tiếng, chui vào lòng Trương Dương, ôm chặt lấy người hắn. Bên ngoài nổi gió, hạt mưa to như hạt đậu hắt vào cửa sổ, Thường Hải Tâm nói khẽ, mưa to quá. Trương Dương mỉm cười nói, mưa gió có to đến mấy cũng không việc gì phải sợ, có anh ở đây, anh sẽ vĩnh viễn là bến cảng cho em. Hắn giang tay ra ôm lấy kheo chân của Thường Hải Tâm rồi nhấc cả người cô ta lên, đưa tới phòng nghỉ ở bên cạnh. Cơn mưa xuân này mãi không tạnh, Trương Đại Quan Nhân sáng sớm ngày hôm sau trời còn chưa sáng đã không thể không bò dậy từ trong ôn nhu, đội mưa tới văn phòng của mình. Đành chịu thôi, chỉ có mượn sự yểm hộ của màn mưa mới an toàn, vạn nhất để người ta nhìn thấy bí thư thị ủy đêm khuya lẻn vào văn phòng của bí thư đoàn ủy, chỉ sợ chuyện này sẽ rất náo nhiệt. Thằng cha này tắm nước nóng rồi lên giường nghỉ ngơi, còn cách 4 tiếng nữa mới đến giờ đi làm. Vừa hay có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này để xúc tinh dưỡng duệ. Giấc ngủ này rất sâu, Trương Đại Quan Nhân ở trong mộng tựa hồ bị người ta trần truồng ném vào trong sa mạc không người, ánh rơi gay gắt chiếu xuống. Tựa hồ khiến tất cả hơi nước trong người hắn bốc ra, nhưng cả người mềm nhũn không có sức, không ngờ một bước cũng không thể đi được, nằm trên sa mạc, chờ người đi qua, trong chốc lát hắn nhìn thấy những thân ảnh quen thuộc, trong đó có Hứa Thường Đức, Hứa Gia Dũng, Triệu Quốc Lương, bọn họ hoặc khinh bỉ, hoặc lãnh khốc nhìn, mỗi người trong tay đều cầm nước, nhưng không chịu đưa cho hắn một bình. Trương Đại Quan Nhân cảm thấy mình sắp chết khát rồi, trong lúc hoảng hốt, tựa hồ lại như đang nằm trên một con thuyền nhỏ. Thân thể lắc lư theo sóng, mông lung bên tai truyền đến một giọng nói, bí thư Trương, ngài tỉnh lại đi, ngài tỉnh lại đi.
Trương đại quan nhân khó khăn lắm mới mở được mí mắt trầm trọng ra, hắn lúc này mới ý thức được vừa rồi là đang nằm mơ, nhưng cơn khát vẫn tồn tại, hắn nhìn thấy Phó Trường Trinh đang đứng bên giường, vẻ mặt quan tâm nhìn hắn, bí thư Trương. Nước, tiếng nói của Trương Dương khiến người ta giật nảy mình, giọng nói của hắn khản đặc, Trương Dương lúc này mới cảm thấy cả người bủn rủn vô lực, không ngờ hắn luôn khỏe như trâu cũng có lúc sinh bệnh. Phó Trường Trinh hiển nhiên nhìn ra tình huống của Trương Dương không đúng, vội vàng đi rót cho hắn chén nước, Trương Dương một hơi uống cạn nước trong chén, suy yếu vô lực nói tôi hình như sốt rồi. Phó Trường Trinh nói, bí thư Trương, ngày tối hôm qua dính mưa à? Trương Dương gật đầu, ngay sau đó ho khan hai tiếng. Phó Trường Trinh nói, để tôi gọi Tiểu Chu tới đưa ngài tới bệnh viện. Trương Dương lắc đầu, không cần đâu, tôi nghỉ ngơi chút là khỏe thôi, đúng rồi, anh đưa nhiệt kế lại đây cho tôi. Trong lúc Phó Trường Trinh đi tìm nhiệt kế, Trương đại quan nhân sờ thử mạch của mình, mạch tượng khá là kỳ quái, lúc thì dồn dập lúc thì thong thả, lúc thì như hồng thủy, lúc thì như suối chảy. Trương đại quan nhân hai đời làm người đã nhìn quen các loại mạch tượng kỳ quái, nhưng vẫn là lần đầu nhìn thấy mạch tượng kỳ quái thế này, hắn tỉ mỉ nhớ lại những gì xảy ra hôm qua, trừ tối hôm qua kích tình ba độ xuân phong với Thường Hải Tâm ra thì chỉ là đội mưa chạy vào văn phòng, nhưng bằng vào tố chất sức khỏe của mình, điều này căn bản không là gì, sao lại sinh bệnh. Hơn nữa vừa bệnh đã nghiêm trọng như vậy, Trương Dương càng nghĩ càng hồ đồ, Phó Trường Trinh đưa nhiệt kế tới cho hắn, hắn bảo Phó Trường Trinh giữ bí mật cho mình, đừng để lộ ra chuyện hắn bị bệnh. Đo nhiệt độ cơ thể, không ngờ nóng tới 39,5 độ C, Phó Trường Trinh kinh hô, bí thư Trương, sốt cao quá, ngài sao lại sốt như vậy, mau tới bệnh viện đi. Trương Dương nói, tôi không sao, anh tìm cái nhiệt kệ lại đây cho tôi. Trương đại quan nhân nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Phó Trường Trinh thì lúc này mới ý thức được nhiệt kế đang ở trong tay hắn, lúc này đầu óc mơ hồ, tám phần là bị sốt tới hồ đồ rồi. Trương Dương cười cười, kiên trì xuống giường, chân vừa chạm đất thì giống như dẫm phải bông, mềm nhũn ra, không thể phát lực, hắn biết mình lần này bệnh không nhẹ. Phó Trường Trinh nhìn thấy hắn đi đường cũng lắc lư, vội vàng chạy tới đỡ hắn, Trương Dương xua tay ý bảo không cần, tới toilet rửa mặt xong. Sau đó tới bàn làm việc của mình rồi ngồi xuống, lấy giấy bút ra, viết một phương thuốc rồi đưa cho Phó Trường Trinh, bảo gã đi bốc thuốc cho mình, sắc xong thì mang về. Phó Trường Trinh vẫn đề nghị hắn đi tới bệnh viện, nhưng Trương Dương lại khăng khăng không chịu đi, Phó Trường Trinh chỉ có thể bỏ cuộc. Sau khi Phó Trường Trinh rời đi, Trương Dương nhắm mắt dưỡng thần, thử dùng khí tức trong đan điền xua tan đi nội nhiệt, nhưng vừa vận công liền cảm thấy đan điền giống như bị dao cắt, đau đến nỗi hắn chịu không nổi. Trương đại quan nhân chỉ có thể bỏ cuộc, cầm chung trà lên uống, trong đầu hồi tưởng lại cương yêu ghi chép trong đại tập quyết, tập trung suy nghĩ một lần, kết hợp với nội dung trong đại thừa quyết, Trương Dương bỗng nhiên ngộ ra, mình đã tới quan khẩu đột phá rồi, tu luyện đại thừa quyết cũng chia thành nhiều giai đoạn. Tu luyện đại thừa quyết khác với công pháp tầm thường, mỗi một lần đột phá cảnh giới cũng bất đồng với võ công tầm thường, Trương Dương trong bất chi bất giác đã tu luyện đến ngũ trọng cảnh giới, theo sự đề thăng của cảnh giới. Đột phá cũng trở nên càng ngày càng khó, mỗi lần đột phá đều giống như phá kén thành bướm, bướm vừa phá kén là lúc yếu nhất, Trương đại quan nhân cũng như vậy, đột phá lần này giống như một hồi bệnh nặng, với năng lực của hắn vốn có thể bình an vượt qua lần đột phá này, nhưng vừa hay tối hôm qua hắn lại sau khi miệt mài thì gặp mưa, cho nên mới dính bệnh nặng. Di động trên bàn vang lên, Trương Dương nhìn thấy là điện thoại của Thường Hải Tâm, sau khi hắn bắt máy, chưa kịp nói gì thì đã ho khan. Đầu kia điện thoại truyền đến giọng nói quan tâm của Thường Hải Tâm, anh bệnh à? Trương Dương nói, không, khụ, ho khan tí thôi. Thường Hải Tâm nghe thấy giọng khàn khàn của hắn thì cơ hồ là không tin đây là Trương Dương, lập tức nói, em tới thăm anh. Trương đại quan nhân còn chưa kịp nói không cần thì bên kia đã gác máy, thằng cha này chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu. Vừa bỏ điện thoại xuống chưa được bao lâu thì cửa phòng vang lên tiếng gõ, Phó Trường Trinh bước vào. Hắn đã đưa phương thuốc cho Chu Sơn Hổ, còn mình thì ở lại thứ nhất để tiện chiếu cố Trương Dương, thứ hai cũng có thể giúp hắn ứng phó chuyện trong công tác. Phó Trường Trinh nói, bí thư Trương, Bộ trưởng Vương tới, ngài có gặp không? Trương Dương nói, gặp, đương nhiên là phải gặp rồi. Khụ khụ. Phó Trường Trinh thở dài nói, tôi thấy ngài hay là nghỉ ngơi đi. Trương Dương xua tay ý bảo hắn gọi Vương Quân Cường vào. Vương Quân Cường tiến vào nhìn thấy bộ dạng của Trương Dương thì lập tức biết hắn bệnh rồi, Vương Quân Cường không học y, nhưng thần sắc có bệnh lần này của Trương Dương viết rõ trên mặt, sắc mặt tái nhợt, mắt đỏ lên,
mũi cũng có chút đỏ lên, môi khô nứt, khác hẳn với cảnh tinh thần phơi phới ngày hôm qua. Vương Quân Cường cầm một tờ báo trong tay, hắn không nói chuyện này ngay mà quan tâm hỏi, Bí Thư Trương, ngài làm sao vậy? Hiện tại giọng của Trương Đại Quan Nhân giống như là vịt đực, à. Tối qua dính mưa, bị cảm lạnh, hắt xì. Thằng cha này vội vàng rút khăn tay ra lau mũi. Vương Quân Cường nói, tới bệnh viện khám chưa? Trương Dương gật gật đầu, cảm thấy đầu ong ong, mũi ngơ ngứa, muốn chảy nước mắt, hắn lau mũi nói, tìm tôi có chuyện gì? Vương Quân Cường đưa tờ báo trong tay cho hắn, đây là Nhật báo Bắc Cảng xuất bản hôm nay, trên trang đầu đăng chuyện Tân Hải phát sinh hỏa hoạn tối hôm qua, khiến Trương Đại Quan Nhân căm tức là, trong bài báo trực tiếp vạch ra trận hỏa hoạn phát sinh ở Tân Hải có liên quan tới tiệc pháo hoa, do biện pháp phòng hộ không tỏa đáng tạo thành, trong bài báo còn nhắc tới trận hỏa hoạn ở Cảng Phước Long vào đầu năm, tựa hồ tính chất của hai bên như nhau, sau cùng còn chỉ rõ nơi phát sinh hỏa hoạn, nói những pháo hoa này đều là hàng buôn lậu bị tịch thu mà Trương Dương thông qua quan hệ. Lấy được, căn bản không được bảo đảm chất lượng, Trương Dương không xem thì thôi, xem rồi không khỏi giận tím mặt, hắn ném mạnh tờ báo lên bài, vừa định lên tiếng thì mũi lại ngứa, liên tục hắt xì ba cái, lúc này mới thoải mái hơn một chút, nói, Nhật báo Bắc Cảng là báo chí của quan phương Bắc Cảng chúng ta, sao lại đưa tin vô trách nhiệm không có bằng chứng như vậy. Vương Quân Cường nói, chẳng những Nhật báo Bắc Cảng, báo Chiều và báo Sáng cũng viết vậy, tôi thấy, lần này truyền thông Bắc Cảng thống nhất với nhau, dùng ngòi bút làm vũ khí chơi chúng ta, hiện tại phiền toái rồi, người dân đều cho rằng là tiệc pháo hoa của chúng ta dẫn phát trận hỏa hoạn này. Trương Dương tức giận nói, còn chưa có kết quả điều tra mà bọn họ sao đã tuyên bố loại ngôn luận này. Quả thực là phỉ báng, tôi đi tìm Hoàng Bộ Thành. Nói đến chỗ kích động lại liên tiếp hắt xì mấy cái. Vương Quân Cường nói, Bí Thư Trương, ngài đừng nóng giận, dưỡng bệnh quan trọng hơn, để tôi đi thông chi cho truyền thông Tân Hải chúng ta, không thể để bảo sao hay vậy, nói hưu nói vượn theo. Trương Dương gật đầu nói, anh đi đi, chuyện bên trên tôi sẽ xử lý. Vương Quân Cường mới vừa đi thì Thường Hải Tâm chạy tới, nhìn thấy bộ dạng của Trương Dương, cô ta không khỏi lo lắng, kéo Trương Dương bắt hắn tới bệnh viện, Trương Đại Quan Nhân cười nói, đừng kéo. Nơi này là văn phòng, em cảm thấy trên đời này còn có bác sĩ nào lợi hại hơn anh ư? Thường Hải Tâm nói, biết anh y thuật lợi hại rồi, nhưng y giả không thể tự chữa, anh trăm ngàn lần không thể khinh thường. Cô ta vươn tay ra sờ sờ trán Trương Dương, cả kinh nói, nóng quá, Trương Dương, nghe em đi, mau tới bệnh viện, tiêm một liều hạ sốt đã. Trương Dương nói, tiêm hạ sốt đâu thể tiêm bừa, em tới tủ lạnh, bên trong có mấy khối đá mà Phó Trường Trinh vừa làm giúp anh. Cho vào cái túi to rồi đắp cho anh. Thường Hải Tâm bất lực lắc đầu, tới tủ lạnh lấy đá ra, cho vào túi to rồi dùng khăn mặt đắp lên trán hắn. Chương 1680, vây đánh 1. Nhìn thấy bộ dạng bệnh tật của Trương Dương, trong trí nhớ của Thường Hải Tâm, thằng cha này trước giờ đều là sinh long hoạt hổ, chưa bao giờ giống như hôm nay. Cô ta đau lòng nói, anh đó, đã báo anh tối qua đừng có tới rồi, em nghe nói sau khi làm chuyện đó, dính mưa rất dễ bị bệnh. Nói tới đây mặt lại đỏ lên vì xấu hổ. Trương Đại Quan Nhân cười nói, không sao, anh khỏi ngay ý mà, tối nay hai ta lại tái chiến 300 hiệp. Thường Hải Tâm đỏ mặt nói, thật sự là không chịu nổi anh không muốn sống nữa à. Đang nói chuyện thì Phó Trường Trinh đưa thuốc tới. Trương Dương nhận lấy thảo dược đã sắc xong, uống ửng ực rồi nói với Phó Trường Trinh, bảo Chu Sơn Hổ chuẩn bị xe, tôi phải tới bộ tuyên truyền thị ủy một chuyến. Thường Hải Tâm không che giấu được tình cảm trong lòng, đừng mà, anh đã thế này rồi, về nghỉ ngơi đi. Trương Dương nói, anh không sao, chỉ bị chút phong hàn thôi. Hắt xì. Thường Hải Tâm nhìn thấy hắn kiên trì muốn đi, chủ động xin đi giết giặc nói, thế này đi, dù sao em cũng phải tới thị lý làm việc, em đưa anh đi. Trương Dương gật đầu, trước khi đi gọi điện thoại cho Trình Diễm Đông, Trình Diễm Đông cả đêm rồi chưa ngủ, nửa đêm trước thì bận cứu hỏa. Nửa đêm sau thì điều tra tình huống hỏa hoạn ở hiện trường, đến bây giờ nguyên nhân hỏa hoạn đã cơ bản được điều tra xong, Trình Diễm Đông trầm giọng nói, Bí Thư Trương, chúng tôi thông qua điều tra toàn diện, hiện tại trên cơ bản đã có thể xác định, hỏa hoạn ở cửa hàng tổng hợp Hồng Quang lần này là bởi vì phóng hỏa. Bởi vì phóng hỏa ư, anh có thể xác định không? Trình Diễm Đông nói, có người ở hiện trường nhìn thấy nhân vật khả nghi sau khi lửa bốc lên thì vội vàng ngồi xe chạy đi, trước mắt chúng tôi đang điều tra. Trương Dương nói, điều tra mau mau, hắt xì. Bí Thư Trương, ngài bị bệnh à? Hắt xì, không sao, hắt xì. Tới đường Bắc Cảng,
Trương đại quan nhân thành thành thật thật ra ghế sau ngồi, đây không phải là bởi vì chỗ ngồi mà lãnh đạo quen ngồi, mà là vì hắn sợ mình bị cảm mạo, cách Thường Hải Tâm xa một chút để khỏi truyền nhiễm cho cô ta. Thường Hải Tâm nói, nếu bị bệnh thì nghỉ ngơi đi, làm công tác cũng không cần phải liều mạng như vậy, anh không phải thường nói, sức khỏe là tiền vốn của cách mạng ư, nếu không có sức khỏe thì làm sao mà làm được công tác. Mưa ở bên ngoài vẫn chưa ngừng rơi, có điều đã nhỏ đi nhiều, Trương Dương hạ cửa kính xe xuống một chút, cảm thụ không khí mát mẻ thổi qua khe hở cửa kính xe, hắn hắng giọng nói, không đi không được, bộ môn tuyên truyền của tỉnh gây sự với anh, nói hỏa hoạn tối hôm qua là do tiệc pháo hoa dẫn tới, mẹ kiếp, chỗ mình điều tra còn chưa có kết quả, bọn họ làm sao mà biết được. Khụ khụ. Thường Hải Tâm thở dài, cầm chai nước khoáng lên ném cho hắn. Trương Dương mở ra uống một ngụm, em không sao chứ? Thường Hải Tâm nói, em vẫn khỏe, có sao đâu. Trương Dương nói, anh cả đời này chưa từng bệnh như vậy, đúng là bệnh đến như núi đổ. Thường Hải Tâm nói, còn không phải vì anh không chịu quý trọng thân thể của mình ư, tối hôm qua mưa lớn như vậy, anh việc gì phải cố. Nhớ tới chuyện tối hôm qua, mặt không khỏi nóng lên. Trương Dương nói, không liên quan gì tới chuyện đó. Chắc là do công phu mà anh luyện vừa hay đến giai đoạn đột phá, tựa như phá kén thành bướm vậy, tối hôm qua vừa hay là lúc anh đột phá, là lúc sức khỏe kém nhất, tối hôm qua em lại chủ động nhiệt tình như vậy, khiến cho anh khó kìm lòng nổi. Phi, sao anh lại đổ lên người em đã nói là đừng rồi, là tự anh tới. Thường Hải Tâm xấu hổ nói. Trương đại quan nhân nói, khi thoải mái thì hai người thoải mái, khi nói đến trách nhiệm thì đổ hết lên người anh, Hải Tâm, em không phúc hậu. Khụ khụ khụ. Thường Hải Tâm nói, đừng nói nữa, anh xem anh đã bệnh đến thế nào rồi. Trương Dương nói, em tới Bắc Cảng có chuyện gì? Thường Hải Tâm nói, chả có chuyện gì cả, hôm nay em làm lái xe cho anh. Thường Hải Tâm đưa Trương Dương đến trụ sở thị ủy thành phố Bắc Cảng, còn mình thì ở dưới lầu đợi hắn. Trương đại quan nhân cầm khăn tay che mũi, vừa hắt xì tới bên bộ tuyên truyền thị ủy. Bộ trưởng tuyên truyền thị ủy Hoàng Bộ Thành nghe nói Trương Dương tới. Không khỏi có chút to đầu, tuy rằng vẫn chưa nhìn thấy Trương Dương, y cũng đã đoán được mục đích lần này tới đây của Trương Dương, thật lòng mà nói, y không muốn gặp, nhưng người ta đã tới cửa lớn, trốn tránh cũng khó ăn khó nói. Hoàng Bộ Thành do dự trong chốc lát, rồi bảo thư ký mời Trương Dương vào, hiện tại Trương Dương đã là bí thư thị ủy Tân Hải, tuy rằng trong lòng Hoàng Bộ Thành thấy hắn phiền, nhưng vẫn cứ phải nể mặt. Trương Dương vẫn chưa đi vào văn phòng thì tiếng ho khan đã truyền vào trước. Trương Dương trong ấn tượng của người chung quanh luôn luôn là thể trạng cường tráng, tinh lực hơn người, có thể nói cơ hồ chưa ai nhìn thấy dáng vẻ bệnh tật của hắn. Hôm nay Hoàng Bộ Thành may mắn gặp được, nhìn thấy Trương Dương che miệng cúi người đi vào, Hoàng Bộ Thành ít nhiều cũng có chút vui sướng khi người gặp họa, ngoài miệng thì lại hư tình giả ý nói, tiểu Trương à, sao vậy? Trương đại quan nhân hắt xì một cái, rút khăn tay ra lau mũi, nói cúm truyền nhiễm. Thằng cha này vừa nói vừa đi tới đối diện Hoàng Bộ Thành. Hoàng Bộ Thành mắng thầm trong lòng, anh biết rõ mình đang bị cúm truyền nhiễm còn tới gần tôi như vậy. Không phải là muốn chơi tôi ư, nhỡ lây sang tôi thì sao? Nhưng người trên quan trường đều chú ý mặt mũi, Hoàng Bộ Thành trong lòng rõ ràng rát phiền nhưng ngoài miệng lại không tiện nói gì, thân thể vô thức ngửa ra sau, kề sát vào ghế dựa rồi nói, ngồi đi. Y chỉ vào sofa. Trương đại quan nhân lại không có ý ngồi xuống, hai tay chống lên bàn làm việc của Hoàng Bộ Thành, thân thể dướn về phía trước. Cách Hoàng Bộ Thành nhiều nhất cũng chỉ một thước, Bộ trưởng Hoàng, tin tức đăng trên Nhật báo Bắc Cảng hôm nay anh đã xem chưa? Trương Dương khi vào cửa đã nhìn thấy tờ báo nên trên bàn Hoàng Bộ Thành, tay hắn chỉ vào tờ báo, nhẹ nhàng đẩy tới trước mặt Hoàng Bộ Thành. Hoàng Bộ Thành rõ ràng đang giả bộ hồ đồ, tôi vẫn chưa đọc, đăng gì thế? Y giả vờ giả vịt đeo kín lão vào, rất xảo diệu dùng tờ báo ngăn giữa y và Trương Dương, đây là một loại biện pháp cách ly, Hoàng Bộ Thành cũng không để hắn lây bệnh cho mình. Trương Dương dùng tay nắm lấy mép tờ báo, ấn lại lên bàn, sau đó dùng ngón trỏ tay phải chỉ vào bài báo về hỏa hoạn Tân Hải đó. Hoàng Bộ Thành ra vẻ ngạc nhiên nói, cháy à. Trương đại quan nhân mắng thầm, thằng chó này rất biết giả vờ, tin tức truyền thông của Bắc Cảng đều đang ầm ĩ chuyện hỏa hoạn tối hôm qua, y thân là bộ trưởng tuyên truyền, không ngờ lại giả vờ vừa mới biết được, lừa ai chứ. Hoàng Bộ Thành vẩy vẩy tờ báo, lại dùng nó cách ly mặt Trương Dương và mình. Giả bộ đọc rất nghiêm túc, rất nghiêm trọng, tiểu Trương à, chuyện này tôi thật sự không biết, sáng sớm còn chưa kịp đọc báo, tổn thất lớn không? Có không có thương vong về người không?
Trương đại quan nhân lại giật lấy tờ báo, đè lên mặt bàn, rất đột ngột, hắt xì như lôi đình vạn quân, báo trong tay Hoàng Bộ Thành bị Trương Dương giữ rồi, không còn vật cản, bị nước bọt của thằng cha này phun đầy lên mặt. Hoàng Bộ Thành trông vô cùng thảm hại, tức đến xanh cả mặt, y dám đoán chắc rằng, thằng cha này khẳng định là cố ý. Trương đại quan nhân từ bên trong hộp khăn tay trên bàn Hoàng Bộ Thành rút khăn ra, áy náy nói, xin lỗi. Xin lỗi, tôi không khống chế được, để tôi lau giúp anh. Hoàng Bộ Thành có chút thẹn quá hóa giận, rút khăn tay của mình ra, nói, không cần. Cũng không chờ y nói xong, Trương Dương lại hắt xì một cái kinh thiên động địa, Hoàng Bộ Thành cả thấy trên mặt đầy hơi nước. Có cả nước bọt trực tiếp bay vào miệng y, trong lòng thấy rất tởm lởm, thiếu chút nữa thì nhổ ra ngay tại chỗ. Hoàng Bộ Thành đứng bật dậy, anh. Trương đại quan nhân vẻ mặt vô tội, Bộ trưởng Hoàng, xin lỗi, thân bất do kỷ. Hắn xoay người đi liên tiếp hắt xì mấy cái. Hoàng Bộ Thành cầm khăn tay lau mặt, thấy miệng dính dính, loại cảm giác này khiến y thấy rất tởm, Trương Dương hôm nay tới đây chính là để giáp tâm trả thù mình. Trương Dương nhìn bộ dạng của Hoàng Bộ Thành, trong lòng thầm đắc ý. Có điều hắn cũng không có ý định bỏ qua, chỉ vào bài báo đó, Bộ trưởng Hoàng, Nhật báo Bắc Cảng chưa điều tra rõ chân tướng của chuyện đã tuyên bố loại tin tức này, căn bản là yêu ngôn hoặc chúng, là vô trách nhiệm đối với công chúng xã hội. Tôi hôm nay tới đây, khụ khụ khụ, là muốn hỏi cho rõ ràng, ai cho bọn họ viết như vậy, ai cho bọn họ quyền bôi đen ban lãnh đạo Tân Hải chúng tôi. Chuyện này căn bản chính là Hoàng Bộ Thành làm, Hoàng Bộ Thành chột dạ. Thằng cha này tuyệt đối thuộc hạng người dám làm nhưng không dám nhận, đối mặt với Trương Dương khí thế bức nhân, y không dám thừa nhận chuyện này là y sai bảo, tuy rằng trong lòng mọi người đều rõ, bài báo có tính châm chích 10 phần của Nhật báo Bắc Cảng không có Bộ trưởng tuyên truyền Hoàng Bộ Thành bày mưu đặt kế thì chắc chắn không dám răng. Hoàng Bộ Thành chọn dùng chiến thuật kéo dài thường dùng nhất trong quan trường, y nói với Trương Dương, Tiểu Trương, anh đừng kích động, chuyện này tôi sẽ mau chóng điều tra, sau khi điều tra rõ sẽ ngay lập tức thông báo cho anh. Trương đại quan nhân há miệng, bộ dạng chuẩn bị hắt xì. Chương 1681, vây đánh 2. Hoàng Bộ Thành lần này có kinh nghiệm rồi, vội vàng lui một bước về phía sau, tay phải che lấy miệng mũi. Nhưng Trương Dương xoa xoa mũi, không ngờ nhịn không hắt xì, ngay sau đó gật đầu nói, Bộ trưởng Hoàng, chuyện này anh đã không biết thì coi như tôi chưa tới, tôi đi đây. Khụ khụ khụ. Hoàng Bộ Thành không nghe rõ được ý của thằng ôn này. Ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Trương Dương đã đi ra cửa rồi. Hoàng Bộ Thành tựa hồ nhớ tới gì đó, vội vàng mở cửa ra, đây là muốn thông gió, xua hết phi rút cúm mà thằng ôn này mang tới, nhớ lại khuôn mặt vừa rồi phun đầy nước bọt lên mặt mình, Hoàng Bộ Thành không nhịn được thấy có chút ghê tởm, con mẹ nó, lòng trả thù của thằng ôn này quá nặng. Có điều tốt xấu gì cũng đuổi được hắn đi rồi, Hoàng Bộ Thành cũng hiểu về Trương Dương, thằng cha này là nhân vật nói trở mặt là trở mặt. Nếu trở mặt ở ngay tại chỗ với hắn, mình cũng rất khó xuống đài, ánh mắt y chiếu lên tờ Nhật báo Bắc Cảng đó, tin tức truyền thông của Bắc Cảng hôm nay đưa tin về vụ hỏa hoạn của Tân Hải là đồng lòng nhất trí. Trận hỏa hoạn này tới rất đúng lúc, chẳng những đốt sạch cả cửa hàng tổng hợp Hồng Quang, đồng thời cũng đốt luôn cả vinh quang của lễ mừng Tân Hải bỏ huyện lập thành phố. Trương Dương trở lại bên trong xe, Thường Hải Tâm nói, thế nào? Vấn đề được giải quyết chưa? Trương Dương nuốt nước bọt. Cảm thấy đầu óc có chút mê muội, đưa anh tới tòa Nhật báo Bắc Cảng. Thường Hải Tâm gật đầu, lái xe đưa hắn tới tòa Nhật báo Bắc Cảng, Trương Dương mở cửa xe bước xuống, Thường Hải Tâm nhìn thấy bên ngoài vẫn đang mưa, định đưa ô cho hắn thì Trương Dương lại lắc đầu tỏ vẻ không cần. Trương đại quan nhân tới phòng tổng biên tập, nhẹ nhàng gõ cửa phòng, không đợi bên trong đáp lại hắn đã đẩy cửa đi vào. Bên trong phòng tổng biên tập ba người, người ngồi là bí thư đảng ủy Nhật báo Bắc Cảng. Tổng biên tập Triệu Thụy Hỷ, người lớn tuổi hơn ngồi bên cạnh là phó tổng biên tập Lưu Quang Tường, người trẻ tuổi nhất là chủ nhiệm bộ phận quảng cáo Sử Tiểu Minh. Mấy người nhìn thấy từ bên ngoài có người vào, đều cảm thấy có chút kinh ngạc, ánh mắt nhất loạt hướng về phía Trương Dương. Trương đại quan nhân sau khi tới Tân Hải, danh tiếng khá nổi ở địa khu Bắc Cảng, nhất là hai ngày gần đây, bởi vì Tân Hải bỏ huyện lập thành phố, hình tượng oai hùng của Trương đại quan nhân thường xuyên được lên báo. Cho nên mấy vị này của Nhật báo cũng không phí nhiều khí lực để nhận ra hắn. Tổng biên tập Triệu Thụy Hỷ là người trung niên béo trong đó, hắn nhếch môi cười nói, anh là bí thư Trương phải không? Nụ cười của hắn ít nhiều lộ ra vẻ chột dạ, hắn và Trương Dương không biết nhau, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được thằng cha này hôm nay tìm tới Nhật báo xã là để làm gì. Có điều nhìn thấy Trương Dương hôm nay đan thương thất mã tới đây, Triệu Thụy Hỷ trong lòng cũng an tâm hơn chút,
dù sao nơi này cũng là sân nhà của mình, Trương Dương hắn tuy rằng là bí thư thị ủy Tân Hải, nhưng đến cấp bậc hành chính thì mình cũng không kém hắn là bao. Triệu Thụy Hỉ vẻ mặt tươi cười nói, anh là khách ít tới, xin mời ngồi. Trương đại quan nhân ho khan một tiếng rồi đi thẳng vào vấn đề, tổng biên tập Triệu phải không? Triệu Thụy Hỉ gật đầu nói, là tôi. Hắn đứng dậy chủ động vươn tay ra, muốn thông qua phương thức bắt tay để tỏ ý tốt với Trương Dương. Nhưng Trương Dương căn bản không quan tâm tới hắn, cầm một tờ nhật báo Bắc Cảng trong tay ném lên bàn làm việc, nhìn Triệu Thụy Hỉ nói, bài báo về hỏa hoạn của Tân Hải là sao? Triệu Thụy Hỉ đã sớm đoán được hắn tới là vì chuyện này, nụ cười trên mặt không thay đổi, chúng tôi chỉ đưa tin, cũng không có tính chỉ hướng gì, là căn cứ vào sự thật là nói. Trương đại quan nhân vừa nghe vậy liền thấy hay rồi, mặt lạnh tanh, nhưng hôm nay thân thể có chút không phối hợp, vẻ mặt của hắn không nặn ra chuẩn, liên tiếp hắt xì, ước chừng hắt xì 5 cái mới cảm thấy dễ chịu hơn chút, Trương Dương nói, sự thật ư. Ai nói với anh cửa hàng tổng hợp Hồng Quang cháy là do tiệc pháo hoa tạo thành? Triệu Thụy Hỉ nói, phóng viên đã trải qua điều tra phỏng vấn. Điều tra cái rắm, Trương đại quan nhân mắt trợn lên, không nhịn được liền chửi bậy. Nụ cười trên mặt Triệu Thụy Hỉ lập tức tắt hẳn, hắn trước đây cũng từng nghe nói tới danh hào của Trương Dương, biết thằng cha này khó đối phó, nhưng không ngờ tố chất của hắn kém như vậy, mình tươi cười đón chào, hắn không ngờ lại thô bạo như vậy. Triệu Thụy Hỉ nói, đồng chí Trương Dương, anh chú ý phương thức nói chuyện của mình. Chú ý cái con mẹ anh. Trương đại quan nhân vươn tay chỉ vào mũi Triệu Thụy Hỉ mà mắng, anh con mẹ nó là có thá gì? Thân là lãnh đạo của báo chí phương Bắc Cảng, anh có hiểu tôn trọng sự thật hay không? Có biết cái gì gọi là thực sự cầu thị hay không? Làm phóng viên là có thể viết loạn ư? Triệu Thụy Hỉ căn bản không ngờ thằng cha này trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn, trong nhất thời đầu óc không thể đuổi kịp tiết tấu của đối phương, miệng há hốc, đối với hạ cấp mà nói, lãnh đạo bị người ta ngang nhiên vũ nhục, mình vừa hay lại ở đây. Đây là cơ hội để biểu hiện, phó tổng biên tập Lưu Quang Tường còn đó, dù sao tuổi cũng lớn rồi, kiến thức rộng rãi, cân nhắc cũng tốt hơn, đầu tiên suy nghĩ một chút tới phân lượng mình, rốt cuộc có đủ tư cách trêu vào bí thư Trương này không, nhưng Sử Tiểu Minh thì không nghĩ như vậy. Hắn sở dĩ có thể lên làm chủ nhiệm bộ phận quảng cáo tất cả là vì tổng biên tập Triệu Thụy Hỉ dẫn dắt, hiện tại cuối cùng cũng có được cơ hội để biểu lòng trung thành, Sử Tiểu Minh căn bản không cân nhắc nhiều làm gì, hắn từ xa lao tới. Chắn trước mặt Triệu Thụy Hỉ, căm tức mắng Trương Dương, anh sao lại nói năng như thế? Trương đại quan nhân thấy hay quá, cắn hạt dưa cắn ra một con dẹp, hắn ho khan một tiếng rồi nói, cút đi. Sử Tiểu Minh cũng là hạng người tuổi trẻ khí thịnh, nghe thấy Trương Dương nói năng lỗ mãng, rốt cuộc không kiềm chế được, hơn nữa vốn đã muốn biểu hiện trước mặt Triệu Thụy Hỉ, liền vươn tay ra đẩy Trương Dương. Trương đại quan nhân tuy rằng hôm nay bị bệnh, nhưng đâu để hạng trẻ danh như Sử Tiểu Minh vào mắt. Người hơi nghiêng sang, vai trầm xuống, hắn không động thủ, nhưng vừa hay vào lúc này lại cảm thấy muốn hắt xì. Thế là hắt xì một cái lên đúng mặt Sử Tiểu Minh. Nói ra thì Trương đại quan nhân hôm nay cũng có chút tởm lởm, toàn là hắt xì vào mặt người ta, Sử Tiểu Minh bị hắn hắt xì cho không kịp đề phòng. Trương đại quan nhân hắt xì xong còn có hậu thủ, tay phải tóm lấy cổ tay Sử Tiểu Minh thuận thế giật một cái, Sử Tiểu Minh đứng không vững, lảo đảo rồi lao về phía trước. Thân hình to lớn ẩm một cái ngã xuống đất. Trương đại quan nhân vừa động thì cảm thấy chỗ đan điền bắt đầu đau đớn, hắn nhíu mày, liên tiếp ho khan vài tiếng. Triệu Thụy Hỉ nhìn thấy Trương Dương ra tay đánh ngã Sử Tiểu Minh thì cảm thấy chuyện có chút không ổn, vội vàng cầm điện thoại lên gọi bảo vệ. Sử Tiểu Minh ngã tuy rằng khó coi nhưng cũng không nặng, hắn từ dưới đất bò dậy, mắt đỏ bừng lên, nghiến răng nghiến lợi chửi cái con mẹ mày. Người ta một khi tức lên rồi thì chẳng quan tâm tới gì cả. Hắn đã quên mất thân phận của người đối diện, mà kệ mẹ hắn là ai. Trước tiên cứ đánh bỏ cha hắn đi đã. Trương đại quan nhân cũng không sợ người khác đánh cha mình, bởi vì hắn căn bản là không có thân thích, nhưng hắn không thể để người khác mắng mình được. Thấy Sử Tiểu Minh lại lao vào mình, thân hình hắn dùng chân trái làm trục xoay tròn theo ngược chiều kim đồng hồ, tránh một cái vồ của Sử Tiểu Minh ngay sau đó tay giơ ra tát cho Sử Tiểu Minh quay tại chỗ hai vòng. Triệu Thụy Hỉ và Lưu Quang Tường đều cảm thấy có hạt nước bắn lên mặt, hai người theo bản năng đưa tay lên lau mặt, cả lòng bàn tay toàn là máu, cú tát này của Trương Dương cũng thâm thật, đánh ra cả máu. Lúc này, nhân viên công tác của ban bảo vệ nhật báo xã Bắc Cảng đã chạy tới, sáu tráng hán bưu hãn mặc quần áo bảo vệ màu đen, tay cầm gậy cao su xuất hiện ở văn phòng. Thật ra đám bảo vệ này không phải đặc biệt nhằm vào Trương Dương, tòa soạn báo cũng là nơi thị phi, cả ngày đưa tin.
rất dễ đắc tội với người ta, cả ngày đều có người tìm tới cửa, cho nên vẫn rất coi trọng xây dựng ban bảo vệ. Triệu Thụy Hỉ gọi bảo vệ tới mục đích không phải là đánh người, tuy rằng Trương Dương rất quá đáng, tuy rằng Triệu Thụy Hỉ rất muốn đánh hắn một trận, nhưng dù sao thân phận của người ta cũng sờ sờ ra đó, bí thư thị ủy thành phố Tân Hải, Triệu Thụy Hỉ biết mình không thể trêu vào, nhưng nơi này dù sao cũng là một mẫu ba phân đất của hắn, tôi lại không chọc anh, tôi mời anh đánh xong thì đi không được à. Lãnh đạo của đơn vị trong mắt công nhân viên chức của đơn vị thường thường là có quyền uy vô thượng, nhất là trong mắt đám bảo vệ này, bọn họ có lẽ không biết ai là bí thư thị ủy Tân Hải, nhưng bọn họ khẳng định biết Triệu Thụy Hỉ mới là người đứng đầu nơi này. Triệu Thụy Hỉ nói, đồng chí Trương Dương, nơi này của chúng tôi không chào đón anh. Cho tới bây giờ Triệu Thụy Hỉ vẫn duy trì khắc chế, hắn xua tay ý bảo mấy bảo vệ mời Trương Dương ra ngoài. Một gã bảo vệ đi tới trước mặt Trương Dương, hắn thân hình cao lớn, dáng vẻ khôi ngô, so với Trương Dương còn cao hơn nửa cái đầu, giống như là một cái tháp sắt xuất hiện trước mặt Trương Dương, như hổ rình mồi nhìn thẳng vào Trương Dương, có nghe hay không, tổng biên tập của chúng tôi bảo anh ra ngoài. Chương 1682, vây đánh 3. Trương đại quan nhân liên tục hắt xì hai cái, hôm nay thật sự là bệnh đến như núi đổ, đến bây giờ đầu óc vẫn mông lung, nhưng đành chịu thôi, An Hy bảo người ta chuyên nghiệp như vậy. Bệnh mà vẫn làm việc. Năm tên bảo vệ khác cũng vây tới, tên bảo vệ to con đó thấy Trương Dương không có phản ứng, vươn tay ra đẩy vai hắn, người trong nước động thủ đều có thói quen, đó là trước tiên cứ đẩy một cái, thường thường trong lúc đẩy cơn tức mới bị chọc lên, tiến tới sẽ là đánh nhau. Vừa rồi Sử Tiểu Minh đẩy Trương Đại Quan Nhân đã bị hắn đánh cho một trận, hiện tại lại tới đám bảo vệ này, Trương Đại Quan Nhân tất nhiên không để họ vào mắt, hắn hôm nay sở dĩ tới đây chính là để gây sự. Trương Dương đang chuẩn bị dở lại trò cũ thì nội tức tự nhiên từ trong đan điền phát ra, hắn không vận dụng nội lực còn đỡ, vừa dùng một chút nội lực liền lập tức cảm thấy bụng đau như dao cắt, Trương Đại Quan Nhân đã lâu rồi chưa từng có tình huống như vậy, sau khi tu luyện đại thừa quyết, hắn đối với vận dụng nội lực đã đạt tới một cảnh giới hoàn toàn mới. Mặc dù là dưới tình huống công lực hao tổn cực lớn cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lại. Mặc dù là hắn dính mưa bị cảm lạnh, mặc dù là đại thừa quyết của hắn sắp đột phá, cũng không đến mức suy yếu tới loại tình trạng này, loại cảm giác này bất đồng với tẩu hỏa nhập ma, không phải là chân khí rời rạc, mà là trong cơ thể có lực lượng vô cùng, nhưng không thể vận dụng được một chút nào. Sự chậm chạp trên động tác của Trương Đại Quan Nhân trực tiếp tạo thành đối phương đẩy lên người hắn, thân thể Trương Đại Quan Nhân một cái lảo đảo, liên tiếp lui về phía sau, lưng va vào cửa văn phòng, rầm một tiếng, cửa phòng không ngờ bị đúng cho tan nát, Trương Dương phía sau mất đi chỗ dựa, nện mông xuống đất. Trong trí nhớ của hắn thì chưa bao giờ thảm hại đến vậy, nhưng nói ra cũng lạ, bị va như vậy, hắn không ngờ cảm thấy đau đớn lại giảm bớt, tựa hồ thư thái hơn một chút. Triệu Thụy Hỉ nhìn thấy Trương Dương bị bảo vệ đẩy ra cửa, lo lắng hắn bị thương, vội vàng nói, đừng động thủ, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Trương Dương phẩy bụi trên người, đứng lên nói, thằng chó, mày giỏi đẩy tao xem cái nữa xem nào. Tên bảo vệ đó cũng là hạng ngang ngược, nghe thấy Trương Dương mắng hắn. Huống hồ hắn lại không biết thân phận của Trương Dương, cảm thấy có tổng biên tập chống lưng, liền như hung thần ác sát lao tới, đấm thẳng vào ngực Trương Dương, Trương Đại Quan Nhân cũng không tránh, chịu một quyền này của hắn, gã bảo vệ này ra quyền rất nặng, tất cả mọi người nghe thấy tiếng quyền đầu va vào ngực Trương Dương, cực kỳ trầm trọng, Triệu Thụy Hỉ nghe thấy thanh âm này thì cũng không khỏi nhắm mắt lại, hắn biết chuyện hôm nay phiền rồi. Trương Dương có không phân rõ phải trái đến thế nào thì hôm nay cũng không ra tay trước. Là đám người dưới tay hắn ra tay trước, bọn họ đều là người trong thể chế, đều là cán bộ quốc gia, đều là quân tử, bất kể là quân tử thật hay là quân tử giả, cho dù là quân tử giả thì cũng nên động khẩu không động thủ. Trương Dương ở đó đang vật lộn với tên bảo vệ đó, với võ công của Trương Đại Quan Nhân vốn nên miểu sát đám bảo vệ mới đúng, nhưng tình huống thực tế lại không phải như vậy, hắn và tên bảo vệ kia đang vật lộn như hai tên mãng phu, tay đấm chân đá linh tinh. Thậm chí có thể nói là Trương Đại Quan Nhân rõ ràng đang ở vào thế yếu, hắn đánh ra một quyền thì tên bảo vệ kia thường thường sẽ đánh trả ba quyền, huống chi bên này vừa đánh, năm tên bảo vệ còn lại cũng xông lên, sáu người vây quanh Trương Dương đấm đá một hồi. Ngay cả Sử Tiểu Minh vừa rồi bị Trương Dương đẩy ngã lúc này cũng lao lên, hắn ra quyền độc hơn bất kỳ ai, có thù không báo không phải là quân tử, hiện tại có cơ hội, nhất định phải rửa hết sỉ nhục lúc trước. Lúc ban đầu Trương Đại Quan Nhân còn đánh trả được vài quyền. Đến cuối cùng căn bản là chỉ có thể chống đỡ, thằng cha này chủ yếu là bảo vệ mặt, mặt là mặt tiền cửa hàng của mình, Trương Đại Quan Nhân bảo vệ bộ vị này là chính,
Trương Dương không phải kẻ ngốc, nếu xong quyền nan địch tứ thủ thủ, hắn bỏ chạy là được, nhưng thằng cha này căn bản không có ý định đi, tuy rằng đan điền đau đớn, nhưng nếu muốn chạy thì chẳng ai giữ hắn lại được cả, kỳ quái là, quyền đầu của đối phương đánh lên người hắn, khiến hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Tựa hồ cứ ăn một đấm là đau đớn liền giảm bớt một phần, nói trắng ra, Trương Đại Quan Nhân hiện tại căn bản chính là đang muốn ăn đòn. Trương Đại Quan Nhân thì thoải mái, nhưng mấy người kia thì đánh đến mệt lắm rồi, Triệu Thụy Hỉ ở bên cạnh cũng xông lên khuyên can, hắn sợ xảy ra chuyện lớn, mấy người này nhân cơ hội dừng tay, một đám đứng đó thở hổn hển. Trương Dương nhìn thấy đám người này không đánh nữa, hắn ngược lại thành lo, nhắm chuẩn cơ hội tóm lấy tóc Triệu Thụy Hỉ mà kéo. Nhưng không ngờ Triệu Thụy Hỉ lại đội tóc giả, giật tóc xuống thì chỉ còn lại cái đầu hói, không đạt được mục đích. Triệu Thụy Hỉ vừa thẹn vừa giận, xoay người muốn chạy, Trương Đại Quan Nhân há có thể để hắn chạy, giang tay ra ôm lấy hắn đè xuống đất. Đám bảo vệ kia vốn mệt lắm, vốn cũng muốn dừng tay, nhưng vừa nhìn thấy tổng biên tập bị Trương Dương chế trụ, cả đám vội vàng ào lên, vậy quanh Trương Dương mà đánh tiếp. Trương Đại Quan Nhân cúi mặt xuống dưới, lưng cong lên. Nhóm người này đa số công kích lên lưng hắn, tiếng chân tay chạm vào cơ thể không ngừng vang lên, Trương Đại Quan Nhân cảm thấy đan điền theo sự công kích cũng hơi hơi chấn động rất thoải mái, đau đớn tựa hồ giảm bớt đi nhiều, chỉ tiếc lực lượng của đám người này thật sự quá nhỏ. Phó Tổng Biên tập Lưu Quang Tường nhìn mà kinh hãi, nếu đánh nữa là xảy ra án mạng đó, chuyện này sẽ hỏng bét, hắn tiến lên khuyên, đừng đánh, đều là người một nhà. Phải nói là thằng cha này đến khuyên cũng không biết khuyên. Cái gì mà người một nhà? Người một nhà có thể đánh nhau đến thế này à? Lời nói của Lưu Quang Tường hiển nhiên không mang tới tác dụng gì, đám người này vẫn ở đó đánh nhau. Lúc này bên ngoài đã có một đống người vây lại, tiếng ồn ào từ bên này hấp dẫn không ít người của tòa soạn báo, Thường Hải Tâm cũng tới, cô ta mặc dù chờ ở bên trong xe, nhưng nhìn thấy không ít người chạy lên lầu, biết là xảy ra chuyện rồi, Trương Dương hôm nay tới đây chính là để khởi binh vấn tội. Với tính tình của Trương Dương chưa biết chừng sẽ một lời không hợp ra tay táng nhau, nếu là bình thường Thường Hải Tâm khẳng định sẽ không lo lắng, sức chiến đấu cường hãn của Trương Dương cô ta cũng biết rõ. Nhưng hôm nay thì khác, hôm nay trạng thái thân thể của Trương Dương không tốt, cô ta lo lắng Trương Dương sẽ chịu thiệt, cho nên vội vàng mở cửa xe chạy tới. Cửa văn phòng tổng biên tập bị vây kín 3 tầng ngoài 3 tầng trong, ngay cả chen chân vào cũng không được, có người hiểu chuyện đã bấm 110 báo cảnh sát. Thường Hải Tâm căn bản không chen vào được, dưới tình huống trước mắt cô ta cũng chỉ có thể gọi điện thoại, cô ta gọi điện thoại cho Trình Diễm Đông, bởi vì cô ta biết Trương Dương hiện tại cơ hồ thành kẻ thù chung của cả Bắc Cảng, người bên này sẽ không ai giúp hắn. Trình Diễm Đông nghe nói Trương Dương ở Nhật Báo Bắc Cảng đánh nhau với người ta thì thật sự là dở khóc dở cười, thằng cha này đã là bí thư thị ủy rồi, sao không để ý tới thân phận như vậy? Hắn bảo Thường Hải Tâm đừng sợ, mình lập tức đi ngay. Thật ra Trình Diễm Đông cũng biết rõ đạo lý nước ở xa không giải được cái khát ở gần, mặc dù là hiện tại hắn đi ngay thì cũng chưa chắc đã tới kịp. Người chạy đến đầu tiên là cảnh sát Bắc Cảng, đồn công an địa phương nghe nói người gây sự là bí thư thị ủy Tân Hải, vội vàng báo cáo với cấp trên, Trương Dương hiện tại thật sự là rất có tiếng ở hệ thống công an Bắc Cảng, lúc trước hắn dẫn cảnh sát cục công an Tân Hải vượt địa bàn phá án, khiến cảnh sát Bắc Cảng biến thành mặt xám mày cho, không ngờ hắn dám một mình đánh tới Nhật Báo xã Bắc Cảng. Mấy cảnh sát khó khăn lắm mới tách được hai bên đang hỗn chiến ra, Trương Đại Quan Nhân trước giờ chưa từng thảm hại như vậy, quần áo trên người cũng bị người ta xé rách, giày cũng bị người ta lột mất một chiếc, cũng may mà mặt hắn vẫn bình thường. Trải qua trận hỗn chiến này, Trương Đại Quan Nhân ra một thân mồ hôi, thở hồng hộc, có điều thân thể cũng thoải mái hơn. Tổng biên tập của Nhật Báo Bắc Cảng Triệu Thụy Hỉ so với Trương Dương thì càng thảm hại hơn, tóc giả bị Trương Dương giật đứt, trên mặt cũng ăn mấy cái tát, vết ngón tay vẫn chưa mất đi. Vừa rồi khi một đám người hỗn chiến, y bị đè xuống dưới, thiếu chút nữa thì bị đè cho ngạt thở. Nếu so sánh thì đám bảo vệ không bị tổn thất gì, chỉ là thể lực cạn kiệt, cảm thấy có chút mệt mỏi, có điều nhớ tới vừa rồi đánh đau Trương Dương một trận, chút mệt này cũng đáng. Khiến bọn họ kỳ quái là, Trương Dương tuy rằng thảm hại, nhưng vẻ mặt không hề có chút đau đớn nào, trên thực tế Trương Dương trải qua trận hỗn chiến này thì thoải mái hơn so với vừa rồi, có điều hắn vẫn muốn hắt xì, đứng đó liên tiếp hắt xì. Lúc này Thường Hải Tâm từ trong đám người chen vào, đưa cho hắn một chiếc khăn tay, Trương Đại Quan Nhân lau lau mũi, Thường Hải Tâm nhìn bộ dạng thảm hại của Trương Dương thì vừa đau lòng lại vừa buồn cười, bí thư Trương, anh không sao chứ? Trương Dương nói, không sao, khụ khụ khụ. Tiếng còi cảnh sát bên ngoài vang lên,
là cục trưởng công an thành phố Bắc Cảng Viên Hiếu Công tự mình chạy tới, đồn công an phản ánh chuyện này lên phân cục. Phân cục nghe nói liên quan tới vị thái tuế gia Trương Dương này thì không dám tự tiện làm chủ, lại bẩm báo lên cục trưởng Viên Hiếu Công, cho nên Viên Hiếu Công tự mình chạy đến. Chương 1683, vây đánh 4. Viên Hiếu Công bảo cảnh sát hộ tống y tới đuổi đám người vây xem đi, người đương sự thì không ai được đi. Viên Hiếu Công nhìn nhìn Trương Dương rồi lại nhìn nhìn Triệu Thụy Hỷ, trong lòng thầm kỳ quái, với sức chiến đấu cường hãn của Trương Dương thì hôm nay sao lại khổ sở như vậy? Vẻ mặt của y vô cùng nghiêm túc, bất cẩu ngôn thiếu, sao lại thế này? Triệu Thụy Hỷ tức giận đến nỗi sắc mặt trắng bệch, hắn chạy đến tòa soạn báo gây sự, còn Trương đại quan nhân dùng một cái hắt xì vang dội để ngắt lời Triệu Thụy Hỷ, hắn cười lạnh nói, Triệu Thụy Hỷ à Triệu Thụy Hỷ, tôi tới đây nói chuyện tử tế với anh không ngờ tụ tập một đám bảo vệ đến đánh tôi, được lắm. Triệu Thụy Hỷ biện bạch, tôi không bảo bọn họ đánh anh, hắn nói chuyện cũng có chút lắp bắp. Viên Hiếu Công đã minh bạch được 7-8 phần, lông mày y nhíu lại, giận dữ hét, bắt bọn họ lại cho tôi. Người bị bắt là đám bảo vệ kia, Viên Hiếu Công làm việc vô cùng chu đáo, hai người các anh ầm ĩ thế nào thì lát nữa có lãnh đạo giải quyết, nhưng mấy tên bảo vệ thì cũng quá không có mặt rồi, gây sự với ai chứ? Con mẹ nó còn đánh người, chúng mày ăn tim gấu gan báo à, sao không đái ra rồi nhìn lại thân phận của mình? Mấy gã bảo vệ kêu oan, có người hét lên, chúng tôi chỉ chấp hành mệnh lệnh. Triệu Thụy Hỷ mặt xanh lét, con mẹ nó nói cái gì vậy, cái gì gọi là chấp hành mệnh lệnh? Tôi bảo các anh đuổi hắn đi, tôi có bảo các anh đánh người đâu, trong lòng hắn lờ mờ thấy chuyện này có chút không đúng, vốn là mình có lý, nhưng giờ xảy ra chuyện này lại thành vô lý. Mấy gã bảo vệ toàn bộ bị mang đi, trong văn phòng chỉ còn lại có mấy người bọn họ, Viên Hiếu Công thở dài nói, Tổng biên tập Triệu, Bí thư Trương, hai người các anh chơi trò gì vậy? Đều là cán bộ lãnh đạo, cũng phải có chút giác ngộ chứ, có gì mà không thể ngồi xuống bàn mà cứ phải đánh nhau thế này, để người ta thấy mà chê cười có hay không? Tôi cũng thấy xấu hổ thay cho các anh. Những lời này của Viên Hiếu Công nói rất công bằng. Triệu Thụy Hỷ nói, là hắn tìm tới chỗ tôi gây sự. Trương Dương ho khan một tiếng, tôi còn muốn đập chết anh cơ. Trên thực tế vừa rồi trong lúc hỗn chiến hắn cũng đã cho Triệu Thụy Hỷ mấy cái tát. Trương Dương chỉ vào tờ Nhật báo Bắc Cảng rồi nói, Triệu Thụy Hỷ à Triệu Thụy Hỷ, anh ăn cái gì vậy hả? Hỏa hoạn ở cửa hàng tổng hợp Hồng Quang có liên quan gì tới tiệc pháo hoa? Kết quả điều tra vẫn chưa có, anh đã ở đây chế tạo lời đồn rồi, khiến quần chúng hiểu nhầm, con mẹ nó đánh đồng vụ hỏa hoạn này với hỏa hoạn của cảng Phước Long, anh con mẹ nó là giáp tâm hại tôi đúng không? Còn nói pháo hoa của tôi là hàng buôn lậu, còn con mẹ nó đề nghị phải tra tới cùng, phải tra rõ nguồn gốc của chỗ pháo hoa này, tôi con mẹ nó đào mộ tổ tiên nhà anh lên à mà anh hận tôi như vậy. Viên Hiếu Công nghe thấy những lời này của Trương Dương thì lập tức minh bạch nguồn cơn của chuyện này, y vốn đang muốn bảo trì trung lập. Nhưng nghĩ tới pháo hoa đó là mình đưa cho Trương Dương, Triệu Thụy Hỷ làm như vậy chẳng khác nào đào hố cho cả hai người họ nhảy vào. Viên Hiếu Công không nhịn được nói, Tổng biên tập Triệu, anh làm như vậy là không đúng đâu, tin tức truyền thông nói sao cũng phải chịu trách nhiệm, chuyện hỏa hoạn ở hỏa hoạn đã có kết quả bước đầu, là bởi vì phóng hỏa, không có bất kỳ liên quan gì tới tiệc pháo hoa. Nhật báo Bắc Cảng là tiếng nói của Bắc Cảng, độ tín nhiệm của người dân đối với các anh rất cao, anh không thể khiến quần chúng hiểu lầm. Anh làm như vậy, ảnh hưởng sẽ rất xấu. Tạo thành khốn nhiễu rất lớn tới bí thư Trương tìm anh nói chuyện là khách khí rồi, anh có biết không, hành vi của anh đã cấu thành tội phỉ báng. Triệu Thụy Hỷ không ngờ Viên Hiếu Công cũng lên tiếng cho Trương Dương, hắn cứng họng, trong nhất thời không biết. Trương Dương nói, Triệu Thụy Hỷ, hôm nay chuyện anh sai người đánh tôi có thể không tính toán, nhưng bài báo đó là vô căn cứ, bôi nhọ danh dự của Tân Hải chúng tôi không thể bỏ qua đâu. Triệu Thụy Hỷ nói, anh muốn thế nào? Nghe nói hỏa hoạn không liên can tới tiệc pháo hoa, Triệu Thụy Hỷ cũng tin 8 phần, nhưng chuyện đã như vậy, hắn cũng chỉ có thể chống chế tới cùng. Trương Dương nói, trả lại sự trong sạch cho chúng tôi, trả lại sự trong sạch của ban lãnh đạo Tân Hải, trên trang nhất của Nhật báo Bắc Cảng đăng bài xin lỗi, thừa nhận bài báo đó của các anh là vô căn cứ, yêu ngôn hoặc chúng. Triệu Thụy Hỷ lắc đầu, không thể. Nếu hắn làm như vậy thì chẳng khác nào triệt để xóa sạch danh dự mà Nhật báo Bắc Cảng nhiều năm tích lũy, về sau còn ai sẽ tin vào tin tức mà họ viết, đây là điều mà Triệu Thụy Hỷ bất kể là như thế nào cũng không thể nhận được. Trương đại quan nhân ho khan vài tiếng, tốt lắm, tôi hôm nay nói rõ ở đây, tôi không phải là chưa cho anh cơ hội, hiện tại cho anh cơ hội mà anh không cần,
vậy đừng trách tôi không nói tới tình cảm. Triệu Thụy Hỉ thầm nghĩ trong lòng, anh nói tình cảm từ lúc nào? Tới văn phòng tôi rồi chửi tôi ầm ĩ lên, sau đó lại ra tay đánh người, hiện tại bắt tôi đăng tin xin lỗi, không có cửa đâu. Triệu Thụy Hỉ nói, chúng ta tới thị lý phân rõ phải trái, xem trách nhiệm là ở trên người ai. Trương Dương cười lạnh nói, tôi cần phải phân rõ phải trái với anh à. Triệu Thụy Hỉ, anh đừng có ở đây chống chế với tôi, mọi người đều là người thông minh, trước đây chúng ta cũng không có thù hận gì, bài báo này không phải thụ ý của người ta thì anh cũng không dám đăng đâu, rốt cuộc là ai ở sau lưng giở trò. Triệu Thụy Hỉ nói, tôi thân là tổng biên tập Nhật báo Bắc Cảng, phát sinh bất kỳ chuyện gì tôi cũng đều sẽ chịu trách nhiệm. Từ những lời này có thể nhìn ra Triệu Thụy Hỉ còn có chút can đảm. Trương Dương gật đầu nói tốt, hy vọng anh có thể gánh được trách nhiệm này. Hắn đứng dậy muốn đi, lúc này Trình Diễm Đông dẫn Cao Liêm Minh đến cùng. Trình Diễm Đông nhìn thấy Viên Hiếu Công ở đây, ít nhiều cũng có chút mất tự nhiên, tuy rằng hắn lần này không muốn vượt địa bàn, nhưng xuất hiện và lúc này cũng khó tránh khỏi hiểm nghi. Trình Diễm Đông đi tới trước mặt Viên Hiếu Công chào, Viên Hiếu Công xem ra cũng không hề tức giận, gật đầu với Trình Diễm Đông. Cao Liêm Minh nhìn thấy bộ dạng này của Trương Dương. Với hắn mà nói thì vẫn là trước giờ chưa từng thấy, đi tới nói, bí thư Trương, ái chà, sao vậy? Ai dám cả gan đánh anh? Trương Dương trừng mắt lườm Cao Liêm Minh một cái, sau đó nói, Liêm Minh, anh là luật sư, giúp tôi viết một đơn kiện. Cao Liêm Minh nói, không thành vấn đề, kiện ai? Trương Đại Quan Nhân nói, phàm là ai có liên quan tới bài báo về hỏa hoạn của Tân Hải thì kiện hết cho tôi, kiện họ tội phỉ báng. Tôi muốn tống tất cả bọn tiểu nhân muốn bôi nhọ ban lãnh đạo Tân Hải chúng tôi vào tù hết. Hắt xì. Triệu Thụy Hỉ hiện tại bắt đầu có chút sợ rồi, Trương Dương dưới sự hộ vệ của đám người Trình Diễm Đông rời khỏi văn phòng hắn. Cục trưởng Công an Bắc Cảng Viên Hiếu Công thì không lập tức rời đi, y có chút đồng tình nhìn Triệu Thụy Hỉ, lão Triệu, không phải tôi nói anh đâu, anh cúi đầu nhận sai là được rồi, có mất gì đâu. Triệu Thụy Hỉ chỉ vào vết tay trên mặt mình, anh có thấy không, hắn tới văn phòng tôi. Đánh tôi, ngay cả cái này mà tôi cũng phải nhịn thì tôi con mẹ nó còn là người không? Tôi còn mặt mũi mà sống trên đời này không? Viên Hiếu Công nói, mặt mũi không phải là người khác cho, mà là mình tự dành. Triệu Thụy Hỉ nói, Viên Cục, lời này của anh có ý gì? Hắn phát hiện Viên Hiếu Công hôm nay hình như luôn đứng trên lập trường của Trương Dương mà nói chuyện. Viên Hiếu Công nói, lão Triệu, tôi thấy Trương Dương không phải đang nói đùa đâu, thằng nhóc vừa rồi anh có biết là ai không? Triệu Thụy Hỉ lắc đầu, hắn làm sao mà nhận ra được một tên cảnh sát quen. Viên Hiếu Công nói, là công tử của thính trưởng cao của thính công an tỉnh. Triệu Thụy Hỉ hít một hơi lạnh, không ngờ một tên cảnh sát quen dưới trướng của Trương Dương cũng rất có lai lịch. Viên Hiếu Công nói, tôi không phải lấy bối cảnh của người ta ra hù dọa anh, Cao Trọng Hòa từng có giấy phép luật sư của nước Mỹ, Trương Dương bảo hắn tới đây là muốn nghiêm túc kiện anh ra tòa. Lão Triệu, tội phỉ báng không phải đùa, tôi thấy anh ngay cả một phần thắng cũng không có đâu. Viên Hiếu Công ném lại những lời này rồi bước đi, Viên Hiếu Công cũng không có hào cảm gì với Triệu Thụy Hỉ, hai thuyền pháo hoa đó là y đưa cho Trương Dương, Nhật báo Bắc Cảng lấy chuyện này ra dở trò, nếu thật sự ầm ĩ lên rồi, cuối cùng vẫn phải truy cứu tới trên người y, cũng may hiện tại đã điều tra rõ là Hồng Quang có người phóng hỏa, trong lòng Viên Hiếu Công cũng coi như là bỏ được một tảng đá. Viên Hiếu Công tới ngoài trụ sở tòa soạn báo, nhìn thấy Trương Dương chưa đi, vẫn đang đứng ở đại sảnh, bên ngoài mưa gió đang to, Trương Dương hiển nhiên không phải tránh mưa, hắn đặc biệt để chờ Viên Hiếu Công. Tình hình vừa rồi Trương Dương cũng đã thấy rõ, Viên Hiếu Công rõ ràng đang giúp đỡ mình, Trương Đại Quan Nhân luôn luôn yêu ghét rõ ràng, người ta đối với hắn không tốt thì hắn phải ăn miếng trả miếng, nhưng người ta đối tốt với hắn thì hắn cũng sẽ ném quả đào đi thì ném quả mận lại, tuy rằng Trương Dương trong lòng rất minh bạch. Bởi vì hai thuyền pháo hoa buôn lậu đó nên Viên Hiếu Công và hắn mới bị buộc lại với nhau, trên vấn đề đối đãi với Triệu Thụy Hỉ có chút cùng chung mối thù. Chương 1684, lạnh lòng 1. Viên Hiếu Công nhìn thấy Trương Dương thì không khỏi cười khổ nói, bí thư Trương, anh không thể tâm bình khí hòa giải quyết vấn đề được à? Trương Dương nói, hôm nay tôi chịu thiệt, Triệu Thụy Hỉ không ngờ cho người vây đánh tôi. Viên Hiếu Công nói, với bản lĩnh của anh, mấy tên bảo vệ đó chắc không phải là đối thủ của anh chứ. Trương Đại Quan Nhân có chút xấu hổ, cười hắc hắc, người có lúc thất thủ, ngựa có lúc sút móng, hôm nay tôi. Hắt xì. Viên Hiếu Công minh bạch rồi, chắc là hôm nay tên này bị bệnh, chẳng trách trạng thái đại suy giảm. Viên Hiếu Công nói, thật ra nguyên nhân căn bản không ở tòa soạn báo.
y không nói rõ ra, bởi vì mọi người chẳng ai là kẻ ngốc, nói đến nước này là Trương Dương hỏi rồi, người chủ sự chân chính phía sau màn là bộ tuyên truyền, nếu Hoàng Bộ Thành không gật đầu, đám báo chí này không dám đăng tin loạn như vậy. Trương Dương nói, chuyện này tôi phải chơi tới cùng với họ. Viên Hiếu Công nói, thật sự muốn kiện à, thật ra vẫn có phần thắng. Trương Dương nhìn Viên Hiếu Công một cái, thằng cha này tuyệt đối là một con cáo giả, y đang xúi dục mình trăm ngàn lần đừng bỏ cuộc, phải làm lớn chuyện này lên, phải khiến bộ tuyên truyền mất hết thể diện. Trương Dương nói, chuyện đã điều tra xong rồi, là có người cố ý phóng hỏa, tôi thấy sau lưng chuyện này có âm mưu, có người nhìn thấy Tân Hải của chúng tôi hiện tại vinh quang thì trong lòng không thoải mái, cho nên phóng bó lửa này, muốn đốt cho chúng tôi mặt xám mày cho. Viên Hiếu Công nói, cần tôi hỗ trợ thì cứ nói một tiếng. Trương Dương gật đầu, tuy rằng hắn và huynh đệ Viên gia có va chạm, nhưng Viên Hiếu Công này làm người hay xử thế đều rất có nghề, còn có lão tứ Viên Hiếu Thương nhà bọn họ cũng rất khó lường, tuyệt đối đều là người có tâm cơ thâm trầm. Trương Dương sau khi chia tay với Viên Hiếu Công thì vào bên trong xe, Thường Hải Tâm nhìn thấy Trình Diễm Đông và Cao Liêm Minh đã tới đây thì lái xe đi trước cô ta là Tránh Thị Hiềm, không muốn người khác quá chú ý tới quan hệ giữa cô ta và Trương Dương. Trương Dương tiến vào xe, hắt xì một cái, Cao Liêm Minh vội vàng kéo cửa kính xe xuống, hít không khí bên ngoài. Trương Dương lấy khăn giấy ra, trước tiên lau mũi, hít vào một hơi rồi nói, khó chịu chết mất. Trình Diễm Đông và Cao Liêm Minh đều tò mò hắn, ấn tượng bình thường của Trương Dương đối với bọn họ đều là cực kỳ cường hãn dũng mãnh vô song, bách chiến bách thắng, nhưng hôm nay thằng cha này không ngờ sinh bệnh, hơn nữa ở tòa soạn báo Bắc Cảng bị một đám bảo vệ vây đánh, trong ấn tượng của bọn họ thì đây là lần đầu tiên. Cao Liêm Minh nói, quần áo rách rồi, bí thư Trương, hôm nay hình như chịu thiệt. Trương Dương nói, mệt, tôi hiện tại tay chân bủn rủn, khó chịu vô cùng. Trình Diễm Đông nói, hay là chúng tôi đưa anh tới bệnh viện nhé? Trương Dương lắc đầu nói, chuyện của tôi vẫn chưa xong. Trình Diễm Đông nói, thân thể là tiền vốn của cách mạng, bí thư Trương nghe tôi đi, trước tiên đi khám đã, chuyện trọng yếu đến mất cũng chờ ngài dưỡng bệnh xong rồi giải quyết. Trương Dương nhìn thấy Cao Liêm Minh hướng mặt ra ngoài, biết thằng cha này sợ mình lây bệnh cảm mạo cho hắn, vươn tay ra đặt lên vai Cao Liêm Minh, này, đơn khởi tốt khi nào thì viết. Cao Liêm Minh nói, hôm nay, anh có thể đừng ngồi gần tôi vậy không? Trương Đại Quan Nhân không nhịn được liền bật cười. Trình Diễm Đông nói, tới bệnh viện à? Trương Dương lắc đầu nói, không cần, các anh đưa tôi tới Ủy ban Kỷ luật thành phố. Ủy ban Kỷ luật thành phố. Trương Đại Quan Nhân gật đầu nói, không sai, Ủy ban Kỷ luật thành phố. Tôi tìm Trần Cương cáo trạng. Trần Cương nhìn thấy Trương Dương trước mắt thì không thể tin nổi vào hai mắt của mình, trước giờ đều chỉ thấy thằng cha này chiếm tiện nghi, chưa bao giờ thấy hắn phải chịu thiệt như vậy. Trương Dương nói lại một lần chuyện xảy ra vừa rồi với Trần Cương nghe xong thì nhíu mày, hắng giọng nói, bí thư Trương, thứ cho tôi nói thẳng, chuyện này hình như hai bên các anh đều có trách nhiệm. Anh nên tới tuyên truyền trước, chứ không nên trực tiếp tới Nhật báo xã Bắc Cảng khởi binh vấn tội. Trương Dương nói, tôi tìm rồi, tôi tới tìm Bộ trưởng Hoàng, người ta chối bay chối biến, chỉ nói là chuyện này không liên quan tới hắn, đều là người phía dưới tự chủ trương, cho nên tôi mới tìm tới. Hắt xì, Nhật báo xã Bắc Cảng. Trần Cương theo bản năng ngửa người ra sau, không ai muốn bị người khác lây bệnh cảm mạo cả. Thóp của y nằm trong tay Trương Dương, cho nên không dám đắc tội với Trương Dương. Trần Cương nói, bí thư Trương, anh thấy như vậy được không, tôi sẽ phản ứng chuyện này trên cuộc họp thường ủy, thảo luận với các vị thường ủy một chút, đối với loại hành vi vô trách nhiệm này của Nhật báo Bắc Cảng nhất định sẽ đưa ra một phương án xử lý. Trương Đại Quan Nhân vừa nghe là biết Trần Cương đang chơi thái cực, Trương Đại Quan Nhân vốn cũng không ký thác hy vọng quá lớn lên người Trần Cương, trông cậy vào y đi đối phó với Hoàng Bộ Thành là không thể, có điều, lợi dụng Trần Cương để giày vò tên Triệu Thụy Hỉ này thì vẫn thừa sức. Chuyện Trương Dương đại náo Nhật báo xã Bắc Cảng rất nhanh liền truyền tới tai Hoàng Bộ Thành, Hoàng Bộ Thành không bất ngờ đối với kết quả như vậy, Triệu Thụy Hỉ khi kể lại chuyện này với y, chỉ thiếu mỗi nước bật khóc, trong chuyện này Triệu Thụy Hỉ không nghi ngờ gì nữa là khá oan uổng, hắn nhiều nhất chính là khẩu súng của Hoàng Bộ Thành, trước đây hắn và Trương Dương không có thù hận gì, nhưng hiện giờ rõ ràng hắn đã bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió, Trương Dương chẳng những đánh tới cửa, hơn nữa muốn khởi tố hắn phỉ báng. Trước mặt Hoàng Bộ Thành hắn không nhịn được kêu khổ một phen, bởi vì hắn là làm việc cho Hoàng Bộ Thành, hiện tại đã xảy ra chuyện, Hoàng Bộ Thành nên bảo hộ hắn. Hoàng Bộ Thành an ủi Triệu Thụy Hỉ, lão Triệu, anh đừng sợ, chuyện này anh không sai.
Hoàng Bộ Thành trong lòng lúc này cũng có chút loạn rồi. Triệu Thụy Hỉ nói, Bộ trưởng Hoàng, tôi không biết sao trên đời lại có loại người không phân phải trái như hắn, chạy đến tòa soạn báo của chúng tôi gây sự, trước mặt nhiều người như vậy ra tay đánh tôi, còn tát tôi nữa, tôi mất hết cả mặt mũi rồi, về sau bảo tôi còn làm sao mà đối mặt với đồng sự, cấp dưới được nữa. Hoàng Bộ Thành nói, Lão Triệu à, chuyện này tôi cũng nghe nói rồi, anh trăm ngàn lần đừng nóng giận, tố chất của người kia mọi người đều biết, chuyện này không trách anh. Thì trước tiên là nói anh không sai, lại nói không trách anh được, nhưng không trách Triệu Thụy Hỉ thì trách ai? Chẳng lẽ trách y? Hoàng Bộ Thành cũng không cho rằng như vậy, tuy rằng các báo lớn của Bắc Cảng đều đăng bài bất lợi đối với Tân Hải nhưng đó cũng không phải là ý tứ của y, đó là bởi vì bí thư thị ủy Hạng Thành bày mưu đặt kế. Trực giác của Hoàng Bộ Thành nói với chính y, Trương Dương sẽ không chịu để yên như vậy, hắn khẳng định còn có hậu thủ, Hoàng Bộ Thành phải thừa nhận một chuyện, trong sự kiện cửa hàng tổng hợp Hồng Quang cháy, phán đoán của y đã nhầm, vốn y cho rằng chuyện này nhất định có liên quan tới tiệc pháo hoa, nhưng chuyện lại cứ xuất hiện sai lầm, điều này khiến trên lưng giới truyền thông Bắc Cảng phải gánh tội danh đăng bài vô căn cứ, mà hết thảy trách nhiệm này truy tới cùng thì vẫn là tới người y, tuy rằng sau lưng y còn có một người chủ sự. Nhưng Hoàng Bộ Thành minh bạch, Hạng Thành không thể gánh vác trách nhiệm vì tất cả những gì đã phát sinh, nếu thật sự có phiền phức, Hạng Thành sẽ không chút do dự đẩy y ra. Mấy chuyện phát sinh gần đây khiến Hoàng Bộ Thành bắt đầu đánh giá lại cách làm người xử thế của bí thư Hạng này. Sau khi Hoàng Bộ Thành thâm tư thục lự, vẫn lựa chọn đi gặp Hạng Thành, Hạng Thành nghe Hoàng Bộ Thành nói xong, lông mày nhíu mày, y không vui, trên thực tế từ sau khi Chu Hưng Dân đến Bắc Cảng khảo sát, Hạng Thành chưa từng cao hứng. Hoàng Bộ Thành nói, bí thư Hạng, Trương Dương thật sự là hơi quá đáng. Hạng Thành lạnh lùng nhìn Hoàng Bộ Thành một cái, trước khi nói ai quá đáng thì phải tự ngẫm lại mình đã làm gì. Hoàng Bộ Thành nói, truyền thông có quyền tự do của truyền thông. Quyền tự do của truyền thông không phải là đăng tin bừa bãi. Sự nghiêm túc của bí thư Hạng tuyệt đối không phải là giả vờ. Hoàng Bộ Thành nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của Hạng Thành, trong lòng cảm thấy lạnh toát tự tận trong lòng, y nhớ tới một câu hết chim thì bẻ ná, từ đầu tới cuối y đều là dựa theo ý của Hạng Thành mà làm việc. Nhưng vừa đến lúc gặp chuyện không may mà Hạng Thành liền vứt bỏ mình, không trách được Hạng Thành, muốn trách thì phải tự trách mình quá hèn. Hạng Thành nói, chuyện không có chứng cứ vì sao cứ nói lung tung. Rõ ràng hỏa hoạn của cửa hàng tổng hợp Hồng Quang và tiệc pháo hoa không có bất kỳ liên quan gì tới nhau, vì sao cứ phải liên hệ hai chuyện cùng một chỗ, chế tạo nhân tố bất an định. Hoàng Bộ Thành nói, chuyện đã như vậy rồi, bí thư Hạng, tôi cũng không biết làm sao bây giờ. Những lời này của y rõ ràng mang tình tự đối kháng. Hạng Thành nghe ra được điểm này, y đương nhiên hiểu rõ Hoàng Bộ Thành chế tạo loại dư luận này, mục đích là để lấy lòng mình, là để chút cục tức trong lòng mình, nhưng Hoàng Bộ Thành thật sự quá liều lĩnh, lần này chẳng những không khiến Trương Dương mất mặt, đưa quyền chủ động đến tay Trương Dương, tiểu tử đó tuyệt đối là hạng người được lý mà không buông tha người ta, hiện tại muốn hắn dừng tay chỉ sợ là rất khó. Chương 1685, lạnh lòng 2. Hạng Thành nói, có gì mà khó đâu, ai gây rắc rối thì người đó gánh vác trách nhiệm, tôi ghét nhất chính là loại truyền thông vô trách nhiệm này, cái gì cũng nói ra được. Hoàng Bộ Thành lặng lẽ gật đầu, y bỗng nhiên có một loại cảm giác triệt để tuyệt vọng, loại tuyệt vọng này đến từ chính Hạng Thành, loại người như Hạng Thành tuyệt đối không phải là đối tượng có thể nguyện trung thành. Hoàng Bộ Thành nói khẽ, bí thư Hạng, tôi đi trước. Hạng Thành nói, anh hiểu ý của tôi chưa? Hoàng Bộ Thành không nói hiểu mà cũng không nói không hiểu, y chỉ nói khẽ, bí thư Hạng, tôi đi trước. Nhìn bóng dáng có chút cô đơn của Hoàng Bộ Thành, Hạng Thành có chút mê man, y không biết một câu cuối cùng của Hoàng Bộ Thành là có ý gì, nhưng Hạng Thành không hề cảm thấy áy náy, cho dù y minh bạch Hoàng Bộ Thành làm tất cả những điều này chỉ là để lấy lòng mình, trên quan tường kẻ vỗ mông có nhiều lắm, nhưng cho dù là vỗ cũng phải vỗ đúng, trong mắt Hạng Thành, Hoàng Bộ Thành phạm vào một sai lầm cực kỳ cấp thấp. Đối phó với Trương Dương nhất định phải nắm chắc chứng cứ xác thực, loại hành vi này căn bản chính là tự rước lấy nhục. Hoàng Bộ Thành sau khi ra khỏi văn phòng bí thư thị ủy, cảm thấy mũi có chút cay anh ấy, nếu không phải là vì đang ở nơi này, y có lẽ sẽ rơi lệ, lăn lộn nhiều năm ở trong quan trường, y đã sớm cho rằng tâm tính của mình đã tu luyện tới mức gặp phong ba không sợ hãi, nhưng khi chân chính đối mặt với loại hiện thực tàn khốc này, y vẫn cảm thấy đau lòng. Tình cảm giữa người và người trong quan trường so với trong tưởng tượng của y thì còn lãnh khốc hơn, thậm chí đã vượt qua điểm mấu chốt mà y có thể thừa nhận. Y bắt đầu minh bạch vì sao Hạng Thành có thể lên làm bí thư thị ủy, mà mình chỉ có thể dừng ở vị trí bộ trưởng tuyên truyền,
tu vi bất đồng. Xảy ra vấn đề, Hoàng Bộ Thành không thể để Triệu Thụy Hỉ một mình lao lên ăn đạt, nhưng Hạng Thành thì sẽ không do dự, đừng nói hy sinh Triệu Thụy Hỉ, cho dù là hy sinh Hoàng Bộ Thành thì Hạng Thành cũng sẽ không bởi vậy mà nhíu mày chút nào. Hoàng Bộ Thành không trách Hạng Thành, muốn trách thì chỉ có thể trách chính y, hết lần này tới lần khác phạm sai lầm, lúc trước Chu Hưng Dân phớt lờ Hạng Thành, mình thà đắc tội với tỉnh trưởng cũng ra sức giúp Hạng Thành, nhưng cuối cùng lại vẫn không được gì, Hạng Thành vẫn không vì thế mà đối đãi đặc biệt với mình. Hiện tại xảy ra vấn đề, y sẽ một cước đá văng mình, trong mắt Hạng Thành chỉ sợ mình còn không bằng một con chó. Hoàng Bộ Thành càng nghĩ càng đau đớn, cúi đầu đi đường suýt nữa thì đâm phải người đối diện. Một giọng nói quen thuộc vang lên, lão Hoàng, làm gì thế? Trên đất có ví tiền à? Hoàng Bộ Thành ngẩng đầu lên, nhìn thấy phó bí thư thị ủy Tưởng Hồng Cương, y cười rất miễn cưỡng. Đến loại cấp bậc này của bọn họ, nhãn lực của mỗi người đều là khá lợi hại. Tưởng Hồng Cương liếc một cái liền nhìn ra sự không bình thường của Hoàng Bộ Thành, y có chút kinh ngạc nói, lão Hoàng, làm sao vậy? Hoàng Bộ Thành nói, không sao, không sao, y muốn tránh ra. Lại bị Tưởng Hồng Cương cầm tay giữ lại, chưa rồi, cùng nhau ăn cơm đi. Bên ngoài trời mưa, trong lòng thì loạn như ma, Hoàng Bộ Thành ma xui quỷ khiến thế nào lại không cự tuyệt lời mời của Tưởng Hồng Cương, hai người tới nhà ăn của Thú Thương Viên, Thú Hương Viên là cháu của Tưởng Hồng Cương mở. Sinh ý bình thường, Tưởng Hồng Cương sở dĩ lựa chọn nơi này, chủ yếu là bởi vì nơi này thanh tĩnh, quan hệ của hắn và Hoàng Bộ Thành rất bình thường, cẩn thận ngẫm lại thì hình như đây là lần đầu tiên hai người ăn cơm nói chuyện riêng với nhau. Bất kỳ chuyện gì cũng đều có mở đầu, tâm tình của Hoàng Bộ Thành hôm nay thật sự rất buồn bực, tuy rằng y không định tìm Tưởng Hồng Cương để thổ lộ, nhưng có người ăn bữa cơm với y, giết một chút thời gian cũng tốt. Tưởng Hồng Cương hiển nhiên đã biết chuyện của Nhật Báo Bắc Cảng. Sau khi hai người đối ẩm hai chén thì Tưởng Hồng Cương liền hướng đề tài về việc này. Tưởng Hồng Cương nói, lão Hoàng, tôi nghe nói Trương Dương hôm nay tới Nhật Báo xã Bắc Cảng bị người ta đánh. Hoàng Bộ Thành vẻ mặt bất đắc dĩ, bí thư Tưởng, anh đã bao giờ nghe Trương Dương chịu thiệt chưa? Tưởng Hồng Cương bật cười, trên thế giới này người có thể khiến Trương Dương chịu thiệt đúng là rất hiếm gặp. Hoàng Bộ Thành nói, một mình hắn có thể đánh hơn 50 người ở nhà ăn trên đường Hải Phong. Đám bảo vệ bình thường của Nhật Báo Bắc Cảng sao có thể là đối thủ của hắn. Tôi cũng nghe nói một phiên bản, hắn đi tới Nhật Báo Bắc Cảng đánh Triệu Thụy Hỉ một trận, cho nên đám bảo vệ đó mới vây công hắn, hiện tại hắn thì đi rồi, đám bảo vệ thì bị cơ quan công an bắt lại. Hoàng Bộ Thành rõ ràng đứng ở trên lập trường của Nhật Báo Bắc Cảng. Tưởng Hồng Cương nói, lão Hoàng à, chuyện này có chút sơ suất rồi. Y không nói cụ thể là Nhật Báo Bắc Cảng hay là Hoàng Bộ Thành sơ suất. Nhưng trong lòng Hoàng Bộ Thành có thể nghe rõ ràng, Hoàng Bộ Thành nói, có một số việc không phải tôi có thể khống chế. Tưởng Hồng Cương thầm cười lạnh trong lòng, một đống tờ báo của Bắc Cảng có gan đăng loại tin tức có tính châm chích 10 phần này, không có Hoàng Bộ Thành anh cho phép thì căn bản là không thể. Hiện tại thì hay rồi, cảnh sát đã điều tra ra kết quả, cửa hàng tổng hợp Hồng Quang là bởi vì bị phóng hỏa mà cháy, không liên quan gì tới tiệc pháo hoa, chẳng khác nào bị người ta tát cho một cái, giờ thì Hoàng Bộ Thành anh phiền toái lớn rồi. Tưởng Hồng Cương sở dĩ mời Hoàng Bộ Thành đi ăn cơm, là vì nhìn thấy vẻ mặt mất mát chán nản vừa rồi của Hoàng Bộ Thành, Tưởng Hồng Cương rất dễ suy đoán ra, Tưởng Hồng Cương nhất định ăn mắng ở chỗ Hạng Thành, từ cách xử thế làm người của Hạng Thành có thể nhìn ra, Hạng Thành là người không dám đảm đương, đám truyền thông Bắc Cảng dám nhất tề chỉ súng về phía Trương Dương, sau lưng khẳng định là Bộ trưởng tuyên truyền Hoàng Bộ Thành bảo kê, mà nếu như đi tìm nguồn gốc thì vẫn là Hạng Thành bày mưu đặt kế. Nếu Hoàng Bộ Thành không phải vì lấy lòng Hạng Thành, tuyệt đối sẽ không chủ động làm ra loại chuyện đối địch với Trương Dương này, Tưởng Hồng Cương nói, chuyện này có chút phiền phức đấy, đám truyền thông này liên hệ hỏa hoạn và tiệc pháo hoa vào một chỗ, phía Tân Hải cho rằng bọn họ là cố ý bôi nhọ hình tượng của chính phủ Tân Hải, tôi nghe nói bọn họ đã kháng tụng tới bộ tuyên truyền tỉnh ủy rồi. Lông mày Hoàng Bộ Thành nhíu chặt vào nhau, y cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, mượn rượu tiêu sầu càng sầu đem, tâm thái rối rắm của y lúc này khiến cho người ta vừa nhìn là biết ngay. Tưởng Hồng Cương nói, lão Hoàng, tôi thấy chuyện này không thể khinh thị, anh là lãnh đạo của bộ tuyên truyền thị ủy, phải chủ động một chút. Hoàng Bộ Thành nói, như thế nào là nên chủ động một chút? Tưởng Hồng Cương nói, trước tiên thông báo chuyện này với Bí Thư Hạng, để Bí Thư Hạng ra mặt phối hợp một chút là tốt nhất. Những lời này của trước tiên thuần túy là sát muối lên vết thương của Hoàng Bộ Thành, hắn đã nhìn ra Hoàng Bộ Thành va vấp ở chỗ Hạng Thành, lại cố ý nhắc tới chuyện này, tuyệt đối là giáp tâm cố ý. Hoàng Bộ Thành thở dài nói, Bí Thư Hạng nhật lý vạn kỳ,
không có thời gian quan tâm tới loại việc nhỏ này. Những lời này đã lộ ra sự bất mãn đối với Hạng Thành. Tưởng Hồng Cương nói, tôi nói thật, anh chắc không muốn nghe. Hoàng Bộ Thành cầm chén rượu lên chạm với Tưởng Hồng Cương, bí thư Tưởng, nơi này chỉ có hai chúng ta, anh có gì thì cứ nói, trong lòng tôi giờ cũng rất uất ức. Tưởng Hồng Cương cùng hắn uống cạn chén này, sau đó nói, tôi từ góc độ của người bàng quan mà nhìn, chuyện này Nhật Báo Bắc Cảng không chiếm được chút lý nào, Tân Hải cháy bất kể trách nhiệm ở, là truyền thông của phương Bắc Cảng, cũng không nên phát ra một bài báo có tính châm chích 10 phần như vậy. Tân Hải, Bắc Cảng căn bản chính là một thể, mọi người đều là người trong thể chế, phải có sự ăn ý bao dung cho nhau. Hoàng Bộ Thành nói, thì phải là quan lại bao che cho nhau. Tưởng Hồng Cương nói, câu này tuy không dễ nghe, nhưng rất nhiều lúc đúng là phải cần quan lại bao che cho nhau, chẳng lẽ mọi người cứ phải chống đối nhau, dỡ nhà nhau mới đúng à? Hoàng Bộ Thành nói, vì chuyện này tôi đã phê bình người có trách nhiệm tương quan một trận rồi. Khi Hoàng Bộ Thành ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này, y cũng bắt đầu rút mình ra, từ ý nghĩa nào đó mà nói thì y và Hạng Thành không hề khác nhau về bản chất, chẳng gì ngoài người kia quyết đoán hơn, tuyệt hơn, còn một người thì khá là rối rắm, vẫn tính là có chút tình người. Nhưng bất kể y rối rắm như thế nào, đến cuối cùng vẫn muốn bảo vệ mình. Tưởng Hồng Cương nói, phải có người đứng ra gánh vác trách nhiệm, bằng không chuyện này sẽ không kết thúc. Hoàng Bộ Thành nói, nếu thật sự muốn tìm người gánh vác trách nhiệm thì tôi khẳng định là người có trách nhiệm lớn nhất. Tưởng Hồng Cương uống một ngụm rượu rồi nói, lão Hoàng à, tôi hôm nay uống hơi nhiều, tính tình của tôi anh cũng biết, trong lòng không giấu được chuyện. Tính tình của anh thì tôi cũng rõ, tôi rất thưởng thức anh, đối đãi với anh như lão đại ca. Hoàng Bộ Thành biết rõ hắn đang nói dối, nhưng nghe thấy thì trong lòng vẫn rất ấm áp dễ chịu, những lời này Hạng Thành sẽ không nói, có lẽ y biết nói. Chỉ là khinh thường không thèm nói, trong mắt bí thư Hạng, trước giờ không có Hoàng Bộ Thành y. Chương 1686, Lạnh Long 3. Hoàng Bộ Thành nói, bí thư Tưởng, anh nói đi. Tuy rằng chúng ta bình thường không bàn chuyện sâu xa bao giờ, nhưng trong lòng tôi thật sự cũng rất thích anh. Y tất nhiên cũng không phải là nói thật, trước đây y một mực là tùy tùng trung thành nhất bên cạnh Hạng Thành, trong lựa chọn bí thư thị ủy tương lai. Y 100% là đứng cùng một phía với Cung Hoàn Sơn. Nhưng Hạng Thành đã mấy lần làm y lạnh lòng, thành ra cũng nảy sinh cái nhìn khác về Cung Hoàn Sơn. Tưởng Hồng Cương nói, lần này tỉnh trưởng Chu tới đây, để lộ ra một ý tứ, trong ban thường ủy Bắc Cảng chúng ta có lẽ sẽ có chút biến hóa. Ngữ khí của hắn tuy rằng rất bình thản, nhưng Hoàng Bộ Thành lại nghe mà hết hồn, có biến hóa là có ý gì? Chính là có thể gia tăng cũng có thể giảm bớt, khả năng lớn hơn là giảm bớt một và gia tăng một. Nếu những lời này là Chu Hưng Dân để lộ ra thật, như vậy trong mắt Chu Hưng Dân, người không được ý thích nhất tất nhiên là mình, khi Chu Hưng Dân phớt lờ Hạng Thành, là mình kiên trì làm đá kê chân cho Hạng Thành, Chu Hưng Dân đã ở ngay tại đương trường nói móc mình. Lần này Chu Hưng Dân tới đây, người mù cũng có thể nhìn ra y chống lưng cho Trương Dương thân là bí thư thị ủy Tân Hải, chen chân vào thường ủy Bắc Cảng cũng không tính là một chuyện quá đột ngột, nếu trong thường ủy bỏ đi một. Trán Hoàng Bộ Thành bắt đầu đổ mồ hôi, trước đây y sẽ không cho rằng người đầu tiên bị loại chính là mình, nhưng hiện tại trong chuyện này rõ ràng là y đối lý, chẳng khác nào y cho người khác một cơ hội. Trương Dương nếu trong chuyện này chế tạo văn chương, tiếp tục làm to chuyện lên, không bài trừ khả năng tỉnh lý sẽ tham gia, chuyện càng lớn thì truy cứu trách nhiệm càng sâu, đến cuối cùng khẳng định sẽ truy cứu đến trên người mình, với lòng dạ của Hạng Thành, y sẽ không thể lên tiếng đỡ mình. Hoàng Bộ Thành càng nghĩ càng kích động. Tưởng Hồng Cương nói xong những lời vừa rồi, luôn đang lặng lẽ quan sát biến hóa trong vẻ mặt của Hoàng Bộ Thành, hắn rất hợp thời nói ra một câu, lão đại ca, anh làm người quá thực thà, tôi thực sự không muốn nhìn thấy anh bị người ta lợi dụng. Hoàng Bộ Thành uống được một nửa ngụm rượu thì bị hắn làm cho sặc, quay đầu sang bên ho khan kịch liệt, nước mắt cũng chảy ra, y thật lòng muốn khóc, Hạng Thành quá vô tình, y oan uống mà. Một câu lão đại ca của Tưởng Hồng Cương vô hình đã kéo gần khoảng cách giữa bọn họ. Hoàng Bộ Thành đã ngừng ho, cầm khăn tay lau mắt, nói, lão đệ, tôi cũng không nói gì cả, anh là người thông minh, hiện tại tôi thật sự là đang rất khó xử. Tưởng Hồng Cương nói, trên đời này không ai nợ ai gì cả, lão đại ca, tôi hỏi anh cảm thấy giữa người và người ở chung với nhau quan trọng nhất là gì? Hoàng Bộ Thành mấp máy môi, trong đầu y toàn là ánh mắt lãnh khốc của Hạng Thành, trong lòng thật sự rất lạnh, giữa người và giữa ở chung với nhau quan trọng nhất là gì? Tưởng Hồng Cương nếu đã hỏi ra vấn đề này, không nghi ngờ gì nữa đã nhìn thấu y lúc này rốt cuộc đang rối rắm vì cái gì.
Tưởng Hồng Cương nói, tôn trọng, bất kể cao thấp quý hèn, người và người ở chung quan trọng nhất chính là tôn trọng, thiếu tôn trọng tối thiểu thì loại quan hệ đó tất nhiên là bệnh trạng. Hoàng Bộ Thành nhìn Tưởng Hồng Cương, cổ họng y bất giác lay động mấy cái, tôn trọng. Không sai, giữa người và người với nhau quan trọng nhất là tôn trọng, Hạng Thành anh đối với tôi thiếu tôn trọng, anh tuy rằng là bí thư thị ủy, nhưng anh không thể thủy chung bày ra tư thái cao cao tại thượng với tôi được, tôi cũng là người, tôi cũng cần tôn trọng. Hoàng Bộ Thành cầm chén rượu lên, lão đệ, vì những lời này tôi kính anh. Hai người lại uống một ly, nội tâm bị Hạng Thành xé rách thành mảnh nhỏ của Hoàng Bộ Thành đã dần dần bị cồn hàn lại, khi thấp giọng thỉnh giáo, lão đệ, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, anh giúp tôi ra chủ ý đi. Tưởng Hồng Cương nói, phương pháp thường dùng nhất khi đánh cờ vua. Thí tốt giữ soái, tiêu chuẩn cờ vua của Hoàng Bộ Thành không tồi, y đương nhiên minh bạch ý tứ của Tưởng Hồng Cương, nhưng lấy Triệu Thụy Hỉ ra khai đao, y thực sự chút cắn dứt lương tâm. Tưởng Hồng Cương nói, chưa chắc nhất định phải bắt người có trách nhiệm, nếu đã tạo thành ảnh hưởng ác liệt, phải chủ động tiêu trừ loại ảnh hưởng này, công khai xin lỗi có phải là chuyện khó khăn gì đâu, mặt mũi là nhờ người khác cho. Càng sớm tỏ thái độ thì càng có thể khống chế ảnh hưởng của chuyện này trong phạm vi hiệu quả. Hoàng Bộ Thành nói, nhưng Trương Dương, y lo lắng Trương Dương sẽ không chịu để yên. Tưởng Hồng Cương nói, chuyện bên Trương Dương để tôi giải quyết. Hoàng Bộ Thành nhìn Tưởng Hồng Cương, y bỗng nhiên nghĩ đến quan hệ giữa mình và Tưởng Hồng Cương còn lâu mới tới mức để hắn tận tâm hết sức với mình như vậy. Nguyên nhân chỉ có một, bởi vì y còn có giá trị lợi dụng đối với Tưởng Hồng Cương, so với thái độ của Hạng Thành. Hoàng Bộ Thành thích Tưởng Hồng Cương hơn, tuy rằng cũng là lợi dụng, nhưng một người có thể cho y sự tôn trọng, có lẽ Hạng Thành vĩnh viễn không biết tôn trọng đối với một người có nghĩa là gì. Bệnh tình của Trương Đại Quan Nhân không hề bởi vì đánh nhau với đám bảo vệ của tòa soạn báo mà giảm bớt, ở Bắc Cảng bôn ba cả một buổi sáng, lúc buổi chiều khi hắn về tới văn phòng của mình, lại hắt xì tiếp, hơn nữa không dấu hiệu tốt, đan điền đau đớn trở nên càng lúc càng kịch liệt, hắn rất muốn tu luyện đại thừa quyết, để làm thuận kinh mạch. Nhưng kinh mạch của hắn giống như bị người ta khóa lại, nội tức bị giam cầm trong đó không thể phá cửa mà ra. Trương Dương gọi Chu Sơn Hổ vào trong phòng, hắn đưa ra một yêu cầu khiến Chu Sơn Hổ nghẹn họng nhìn chân chối, hổ tử, cậu đánh tôi đi. Chu Sơn Hổ cho rằng hắn đang nói đùa, bí thư Trương. Ngài nói gì? Trương Dương chỉ vào bụng mình, vào đây này, đánh một quyền đi, hắt xì. Chu Sơn Hổ gãi gãi đầu. Lúc này mới nhìn ra Trương Dương không giống như là đang nói đùa. Trương Dương nói, mau. Chu Sơn Hổ lắc đầu, mỉm cười, hắn không dám. Trương Dương nói, tôi bảo cậu đánh thì cậu đánh đi, đây là giúp tôi chữa bệnh. Chu Sơn Hổ cuối cùng cũng bị hai chữ chữa bệnh này thuyết phục, hắn giơ quyền đầu lên nhẹ nhàng đánh trúng bụng Trương Dương. Trương Đại Quan Nhân tức giận nói, dùng sức chút, cứ như là đàn bà ấy. Chu Sơn Hổ lần này dùng tới 5 phần sức. Đánh vào bụng Trương Đại Quan Nhân, Trương Dương cảm thấy đan điền chấn động, cảm giác đau lập tức giảm bớt một chút, hắn thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói, tạm tạm, dùng sức hơn. Chu Sơn Hổ nói, anh không sao chứ? Trương Dương gật đầu nói, đến đây đi, dùng hết toàn lực. Chu Sơn Hổ lui một bước về phía sau, sau đó lao lên trước một bước, đánh mạnh vào bụng Trương Dương, bốp một tiếng, Trương Đại Quan Nhân bị đánh cho thất tha thất thểu lui về phía sau, người va mạnh vào vách tường. Sau đó nện mông xuống đất. Chu Sơn Hổ sợ đến nỗi vội vàng bước lên đỡ hắn. Trương Dương lại cười cười tư mình bò dậy, thoải mái quá, thực sự là con mẹ nó thoải mái quá. Hổ tử, cứ như vậy, đánh mạnh vào. Chu Sơn Hổ xác định Trương Dương thực sự là bảo mình đánh hắn, vì thế thi triển hết sức, quyền đầu như mưa đánh xuống người Trương Đại Quan Nhân, quyền cước của Chu Sơn Hổ vốn cũng có chút cơ sở, về sau đi theo bên cạnh Trương Dương được hắn chỉ điểm, cũng tiến bộ thần tốc. Người thường căn bản không chịu được 2-3 quyền của hắn, nhưng vị Trương Đại Quan Nhân trước mắt này, hắn đánh lên người Trương Dương, quyền đầu đánh càng nặng thì Trương Đại Quan Nhân mặt mày càng hớn hở, miệng một mực kêu thoải mái. Hắn tuyệt đối không phải là ngụy trang, dưới trọng kích của Chu Sơn Hổ, đan điền của hắn tựa hồ cuối cùng cũng mở ra một khe nhỏ, nội tức từ trong đan điền thấu vào kinh mạch, có điều tác dụng mà phương thức này mang đến dù sao cũng hữu hạn, đến Trương Đại Quan Nhân thì không sao, Chu Sơn Hổ lại mệt trước. Lè lưỡi thở như chó, đặt mông ngồi xuống đất, vẻ mặt cầu xin, hổn hển nói, bí thư Trương. Anh Trương, tôi gọi anh là đại gia được chưa? Anh đừng bảo tôi đánh nữa, tôi sắp mệt chết rồi. Chu Sơn Hổ mệt chết khiếp, Trương Đại Quan Nhân thì trái lại càng lúc càng có tinh thần, có điều thằng cha này vẫn cảm thấy còn cần thêm chút nữa, thở dài nói, hổ tử, uống công tôi chỉ điếm lâu như vậy,
võ công của cậu sao chẳng tăng được tí nào thế? Hắt xì. Chu Sơn Hổ nghỉ ngơi trong chốc lát mới có khí lực nói chuyện, bí thư Trương. Tôi chưa từng thấy ai như ngài, thích bị người khác đánh. Tôi hiện tại nhìn rõ rồi, mấy gã bảo vệ của tòa soạn báo đó có thể đến gần ngài. Là ngài cố ý. Trương đại quan nhân tuy rằng đã cảm thấy thư thái hơn một chút, nhưng vẫn chưa khôi phục đến trạng thái bình thường. Hắn trở lại bàn làm việc của mình rồi ngồi xuống, lúc này Thường Hải Tâm gọi điện thoại tới hỏi bệnh tình của hắn. Trương Dương nói, tốt hơn nhiều rồi, em đừng lo lắng, nghỉ ngơi chút sẽ không sao. Thường Hải Tâm nhỏ giọng dặn dò, đừng có làm việc nữa, anh nghỉ bệnh mấy ngày đi, buổi tối anh tới Bắc Cảng, em sẽ chiếu cố anh. Trương Dương cười ha ha, sau đó lại ho khan, Thường Hải Tâm ở đầu kia điện thoại không khỏi có chút lo lắng, anh mau xin nghỉ đi, nghỉ ngơi cho tốt nghe chưa hả? Nếu anh vì bệnh mà có chuyện gì thì em biết làm sao? Trương Dương nói, không sao, với sức khỏe của anh thì tuyệt đối không bất kỳ vấn đề gì. Vừa gác mày thì di động lại đổ chuông, là phó bí thư thị ủy Tưởng Hồng Cương gọi tới, Trương Dương bắt máy, nghe thấy tiếng cười to sang sảng của Tưởng Hồng Cương, cười xong rồi, Tưởng Hồng Cương mới nói, bí thư Trương, nghe nói anh hôm nay bị người ta đánh. Trương đại quan nhân hắt xì một cái, rút khăn ra lau mũi, bí thư Tưởng, ngài không phúc hậu gì cả. Biết tôi bị người ta đánh anh còn cao hứng như vậy ư? Tưởng Hồng Cương nói, khổ nhục kế. Trong mắt hắn, Trương Dương đang chơi khổ nhục kế. Trương đại quan nhân nói, trời đất chứng giám, tôi thực sự không phải chơi khổ nhục kế, hôm nay là sinh bệnh thật, bị người ta đánh cho một trận. Hắn không nói dối, có điều không nói thật, bổn ý của hắn là không muốn chơi khổ nhục kế, nhưng hôm nay không biết mắc cái bệnh gì, bị người khác đánh hắn lại có một loại cảm giác thoải mái vô cùng. Trương đại quan nhân thầm nghĩ, mình hôm nay không phải phạm tiện ư, ngứa ra à. Chương 1687, Giang Hồ Thuật Sĩ 1. Tưởng Hồng Cương nói, có thời gian không, tôi muốn nói chuyện với anh một chút. Trương Dương nói, tôi mới từ Bắc Cảng trở về, hiện tại bệnh không nhẹ, khụ. Tôi dùng hết cả hai hộp khăn giấy rồi. Hắn lờ mờ đoán được Tưởng Hồng Cương muốn nói gì, 10 phần có 9 là muốn làm thuyết khách. Cho nên trước tiên chặn lại những lời Tưởng Hồng Cương muốn nói. Tưởng Hồng Cương cười nói, thôi được, vậy chúng ta thảo luận ngay trong điện thoại. Trương Dương, tôi cũng không giấu gì anh, tôi là tìm anh vì chuyện của Nhật báo Bắc Cảng. Anh nếu cảm thấy tôi có tư cách nói vài câu thì tôi sẽ nói vài câu, anh nếu không muốn nghe thì coi như tôi chưa gọi tới cú điện thoại này. Tưởng Hồng Cương vừa nói như vậy, Trương Dương không muốn nghe cũng phải nghe. Hắn cười nói, bí thư Tưởng, ngài coi tôi là người ngoài à, có gì thì cứ nói đi. Nếu tôi có thể đáp ứng thì sẽ đáp ứng, nếu tôi không thể làm được thì anh cũng đừng làm khó tôi, anh thấy thế nào? Tưởng Hồng Cương nói, được, chuyện Nhật báo Bắc Cảng đúng là họ không đúng trước, anh thấy như vậy được không? Tôi ra mặt tạo áp lực cho bọn họ, bảo bọn họ đăng bài xin lỗi trên báo, cũng nói rõ tình huống chân thật vụ cháy của cửa hàng tổng hợp Hồng Quang ra xã hội, về phần người phụ trách của đơn vị truyền thông tương quan thì tôi sẽ bảo họ xin lỗi riêng anh. Trương Dương nói, bí thư Tưởng thật ra những người này không phải là trọng điểm. Tưởng Hồng Cương cười nói, ý của anh là sau lưng bọn họ còn có người sai khiến, theo ý của anh, chẳng lẽ nhất định phải truy cứu tiếp ư, kiểu gì cũng bắt Hoàng Bộ Thành giải thích rõ ra. Trương Dương nói, hắn nếu đã biết thì là biết rõ còn cố tình phạm phải, con người tôi trước giờ đều là người không phạm tôi thì tôi không phạm người, nhưng người khác một khi bắt nạt tôi thì tôi không thể nào cam chịu làm cháu người ta được. Tưởng Hồng Cương nói, truy tới người hắn thì chẳng lẽ có thể tìm tới được người có trách nhiệm chủ yếu ư? Có lẽ còn có người khác. Tưởng Hồng Cương uyển chuyển nói rõ chân tướng của sự tình. Trương Dương làm sao mà không rõ, Tưởng Hồng Cương đã trực tiếp hướng đầu mâu về phía bí thư thị ủy Hạng Thành. Thật ra chuyện lần này tuyệt đối là Hạng Thành bày mưu đặt kế, nếu không Hoàng Bộ Thành cũng không lớn gan trực tiếp khiêu chiến mình như vậy. Trong mắt Trương Dương lần này là muốn giết gà dọa khỉ. Hoàng Bộ Thành anh đã cam tâm làm chó cho Hạng Thành, tôi hôm nay sẽ đánh con chó trông cửa anh để Hạng Thành xem. Tưởng Hồng Cương tuy rằng qua điện thoại không nhìn thấy bộ dạng của Trương Dương, nhưng hắn có thể đoán được tâm tình của Trương Dương lúc này, Trương Dương hẳn là quyết tâm xuống tay với Hoàng Bộ Thành, đổi lại là trước kia, Tưởng Hồng Cương có lẽ sẽ cảm thấy sống chết của Hoàng Bộ Thành không liên can gì tới hắn, nhưng hiện tại lại khác rồi, từ sau khi tỉnh trưởng Chu Hưng Dân đến Tân Hải, trong lòng Tưởng Hồng Cương dấy lên hy vọng trước giờ chưa từng có. Hạng Thành trước đây sở dĩ đứng sừng sững không ngã trên chính đàn Bắc Cảng. Là nhờ có Tiết Lão ở sau lưng ủng hộ, hiện tại Tiết Lão đã về hưu, sức ảnh hưởng không thể nào bằng được trước đây. Chính đàn Bình Hải cũng biến hóa nhiều lần, hiện giờ hình thành ban lãnh đạo lấy Tống Hoài Minh làm trung tâm,
bối cảnh của tỉnh trưởng Chu Hưng Dân thâm hậu, càng được cán bộ trẻ tuổi cao tầng xem trọng, quan hệ của hai người này với Hạng Thành rất bình thường, mà Chu Hưng Dân lần này tới Tân Hải, đã rõ ràng lộ ra sự phản cảm với Hạng Thành. Hạng Thành tuy rằng xem trọng Cung Hoàn Sơn, tuy rằng ra sức muốn để Cung Hoàn Sơn thành người nối nghiệp của y, nhưng nay đã khác xưa, sự bổ nhiệm bí thư thị ủy Bắc Cảng cũng không phải là Hạng Thành định đoạt. Tưởng Hồng Cương muốn bảo vệ Hoàng Bộ Thành là có mục đích, cho tới nay Hạng Thành ở trong ban lãnh đạo Bắc Cảng luôn có địa vị lãnh đạo tuyệt đối. Cái này từ trên cuộc họp thường ủy có thể nhìn ra được, mỗi khi Hạng Thành đưa ra đề nghị, đều sẽ được thông qua với đa số phiếu. Bên trong thường ủy người đi lại gần gũi với Hạng Thành có hai người, một là thị trưởng Cung Hoàn Sơn, người còn lại chính là Hoàng Bộ Thành. Tao ngộ lần này của Hoàng Bộ Thành Tưởng Hồng Cương đã nhìn rõ từ đầu tới đuôi, Hoàng Bộ Thành trung thành và tận tâm với Hạng Thành, nhưng Hạng Thành lại tuyệt tình đối với y như vậy, rõ ràng là y muốn lợi dụng chuyện Hồng Quang cháy để tạo áp lực trên dư luận cho Trương Dương, nhưng sau khi chuyện thực sự ầm ĩ lên, Hạng Thành thậm chí ngay cả một câu cũng không chịu lên tiếng cho y. Hành vi như vậy sao không thể khiến người ta lạnh lòng cho được? Trên thực tế Hoàng Bộ Thành đang đứng ở thời điểm khó khăn nhất. Tuy rằng tình trạng trước mắt là chính y gieo gió gặt bão, nhưng lại khơi dậy một chút đồng tình của Tưởng Hồng Cương. Loại đồng tình này trên quan trường rất khó diễn biến thành hành động ủng hộ thực tế, trừ phi vào lúc đồng tình lại phát hiện cơ hội có thể lợi dụng. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Điều Tưởng Hồng Cương cần phải làm hiện tại là chuyện này, hắn cũng ít nhiều hiểu về Hoàng Bộ Thành, biết người biết hiểu được thế nào là báo đáp tri ân. Đương nhiên, điều này cũng không đủ để trở thành lý do Tưởng Hồng Cương giúp y. Nguyên nhân chân chính là Tưởng Hồng Cương nóng lòng xoay chuyển thế yếu của bản thân bên trong ban lãnh đạo Bắc Cản, hắn phải áp dụng sách lược liên minh, cũng chỉ có như vậy mới có thể lay động được vị trí của Hạng Thành ở Bắc Cảng. Từ trước tới giờ Tưởng Hồng Cương một mực đang chờ đợi cơ hội, Chu Hưng Dân lần này đến Bắc Cảng, khiến hắn nhìn thấy cơ hội tuyệt hảo, điều hiện tại hắn cần phải làm là cố gắng đoàn kết tất cả những người có thể đoàn kết, nhanh chóng xác lập trận doanh của mình, để tương lai quyết một trận chiến cuối cùng với Cung Hoàn Sơn. Hoàng Bộ Thành ở trong mắt hắn không nghi ngờ gì nữa đã trở thành đối tượng nên đoàn kết, cho nên Tưởng Hồng Cương mới chủ động tìm tới Trương Dương. Tưởng Hồng Cương chờ Trương Dương lên tiếng, nhưng Trương Dương ở đầu kia điện thoại trầm mặc hơn nửa ngày, Tưởng Hồng Cương cuối cùng không nhịn được mở miệng trước, có thể đi thật xa trên chính đàn hay không, không phải nhìn xem mình có bao nhiêu kẻ địch, mà là phải xem mình có bao nhiêu bằng hữu. Trương Đại Quan Nhân nghe đến đây, hắn không khỏi có chút buồn cười. Ý tứ muốn bảo vệ Hoàng Bộ Thành của Tưởng Hồng Cương rất rõ ràng, hôm nay hắn là mặt dày tìm mình xin nhân tình, Trương Dương nói, đây là ý tứ của bí thư Tưởng hay là ý tứ của người khác. Những lời này của hắn hỏi thật sự rất thẳng thắn, rốt cuộc là Hạng Thành phái anh tới, hay là anh tự mình chủ động tới tôi. Tưởng Hồng Cương ý vị thâm trường nói, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi so với dệt hoa trên gấm thì tốt hơn nhiều. Những lời này chẳng khác nào hắn biểu lộ thái độ với Trương Dương. Là chính hắn muốn lôi kéo Hoàng Bộ Thành. Đã nói tới nước này, ý đồ C của Tưởng Hồng Cương đã rất rõ ràng. Trương Dương vốn quả thực đã làm tốt chuẩn bị phó với Hoàng Bộ Thành, nhưng Tưởng Hồng Cương ra mặt biện hộ cho y, hắn tất nhiên cũng phải nể mặt Tưởng Hồng Cương vài phần, một là Tưởng Hồng Cương là phó bí thư thị ủy Bắc Cảng, thứ hai, đúng như Tưởng Hồng Cương đã nói, Hạng Thành mới là chủ mưu sau lưng chuyện này, Hoàng Bộ Thành chỉ là đồng lõa của Hạng Thành. Trừ khử Hoàng Bộ Thành cũng không thể thực sự giải quyết được vấn đề, mà Hạng Thành có thể sẽ bởi vậy mà càng thù mình thêm, nói không chừng sẽ triệt để kích nộ y. Điều này đối với việc khai triển công tác của Trương Dương trước mắt là rất bất lợi. Xuất phát từ cân nhắc như vậy, Trương Dương quyết định thuận nước song thuyền, nể mặt Tưởng Hồng Cương, hắn cười ha ha, nói, bí thư Tưởng, chuyện này cứ dựa theo ý anh mà làm. Tưởng Hồng Cương nghe Trương Dương cuối cùng cũng đáp ứng buông tha cho Hoàng Bộ Thành, thở phào nhẹ nhõm từ đáy lòng. Hắn nói khẽ Trương Dương chuyện này tôi sẽ ghi nhớ. Trương Dương nói, tôi chỉ hy vọng y về sau đừng có đối nghịch với tôi nữa. Tưởng Hồng Cương mỉm cười nói, yên tâm, cho dù tôi không thể giúp các anh trở thành bằng hữu thì tôi cũng có thể cam đoan hắn sẽ không trở thành kẻ địch của anh. Tưởng Hồng Cương nói những lời này một cách tràn đầy lòng tin, hắn cho rằng thông qua chuyện này, quan hệ giữa mình và Hoàng Bộ Thành có thể tốt hơn, mà Hoàng Bộ Thành cũng sẽ không tiếp tục cam tâm để Hạng Thành lợi dụng. Sự vĩnh hằng trong quan trường chỉ có lợi ích. Trương Đại Quan Nhân lại không ngừng ho khan, Tưởng Hồng Cương quan tâm nói, Trương Dương, phải cố gắng giữ gìn sức khỏe là tiền vốn của cách mạng. Trương Dương thở dài nói, tôi vốn cho rằng tiền vốn của tôi cũng không tệ lắm, nhưng hiện tại phát hiện, hắt xì. Ai cũng có tính toán của mình, Trương Đại Quan Nhân cũng vậy, hắn lần này sở dĩ có tâm tư đối phó với Hoàng Bộ Thành,
một bộ phận nguyên nhân là nhìn chúng vị trí thường ủy của Hoàng Bộ Thành, có điều hiện tại tâm tính của Trương Đại Quan Nhân so với lúc trước thì tốt hơn rất nhiều, làm việc không thể nóng vội, cơm cũng phải ăn từng miếng, quan cũng phải thăng từng cấp, với hắn mà nói, việc cấp bách là kinh doanh tốt tòa thành thị Tân Hải này, chờ kinh doanh thành thị tốt rồi, tất cả sẽ trở nên nước chảy thành sông. Chương 1688, Giang Hồ Thuật Sĩ 2. Trương Đại Quan Nhân đang tính toán đại kế tương lai thì Phó trưởng Trinh tiến vào đưa thuốc cho hắn, Trương Dương uống thuốc xong, đo thử nhiệt độ cơ thể vẫn hơn 39 độ, đối với bệnh trạng trước mắt của mình, thằng cha này cũng không tìm được biện pháp hữu hiệu, tất cả dược vật đã kê đều là thanh nhiệt trừ hỏa, Trương Dương biết bệnh căn của mình vẫn là ở nội công, hắn đang ở bên rìa đột phá, khi chưa thể làm ra đột phá cuối cùng thì thân thể rất khó khôi phục lại trạng thái bình thường. Phó Trường Trinh nhìn thấy bệnh tình của Trương Dương không giảm bớt thì khuyên nhủ, bí thư Trương ngài đi nghỉ ngơi đi, dù sao hôm nay cũng không có việc đặc biệt gì. Trương Dương gật đầu, khi đang chuẩn bị đứng dậy đi thì di động của hắn đổ chuông, Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu nói, xem ra tôi nên tắt điện thoại. Đang nói thì lại không nhịn được nhìn điện thoại, không ngờ là Tiết Thế Luân gọi tới. Điện thoại của Tiết Thế Luân thì Trương Dương không dám chậm trễ, hắn lập tức bắt máy. Giọng nói của Tiết Thế Luân lộ ra vẻ lo lắng, Trương Dương, cậu đang ở đâu? Trương Dương nói, đi làm, chỉ nói hai chữ đã hắt xì liên tiếp ba lần. Tiết Thế Luân nói, chú Tiêu của cậu đột nhiên bị bệnh cấp tính, ho ra rất nhiều máu, chúng tôi đã mời bác sĩ tới, nhưng tất cả bác sĩ đều thúc thủ vô sách với bệnh tình của hắn, cậu có thể giúp tôi mời giáo thụ Vu tới chữa bệnh cho hắn không? Tiết Thế Luân sở dĩ nhớ tới Vu Tử Lương, là vì lúc trước cha y chính là thông qua Trương Dương giới thiệu. Do Vu Tử Lương tiến hành thay máu, tình hình cụ thể thì Tiết Thế Luân không rõ lắm, vốn y cũng có thể trực tiếp gọi điện thoại cho Vu Tử Lương, nhưng người làm ăn cân nhắc vấn đề luôn rất toàn diện, y sợ mình không mời được Vu Tử Lương, cho nên muốn thông qua Trương Dương, y cho rằng dựa vào quan hệ của Trương Dương và Vu Tử Lương, chắc sẽ có thể mời ông ta tới chữa bệnh cho Tiêu Quốc Thành. Tiết Thế Luân không hề nói ngoa, Tiêu Quốc Thành tối hôm qua bắt đầu không ngừng ho ho ra máu. Tuy rằng tất cả mọi người đều khuyên y mau chóng tới Bệnh viện Nhân dân Bắc Cảng trị liệu, nhưng Tiêu Quốc Thành vẫn quyết giữ ý mình, Tiêu Mân Hồng mời tới chuyên gia của Bệnh viện Nhân dân Bắc Cảng, nhưng mấy vị chuyên gia cũng không có biện pháp gì với bệnh tình của Tiêu Quốc Thành, đề xuất phương án trị liệu đơn giản là trị liệu đối chứng. Tiết Thế Luân cho rằng Vu Tử Lương là một vị thần y diệu thủ hồi xuân, nhưng y không biết người mang tới tác dụng mấu chốt chính là Trương Dương. Sau khi Trương Dương liên hệ với Vu Tử Lương, phản ứng đầu tiên của Vu Tử Lương chính là chuyện này ông ta chịu, ông ta là chuyên gia khoa não, cho dù ông ta đối với ngoại khoa khác cũng tính là tinh thông, nhưng vừa nghe Tiêu Quốc Thành bị bệnh về hô hấp, y thật sự không giúp được gì, không phải y không muốn đi, mà là có tới cũng không mang tới tác dụng gì. Huống chi Vu Tử Lương hiện tại đang ở nước Mỹ tham gia nghiên cứu và thảo luận học thuật, cho dù y tức khắc trở về thì chỉ sợ cũng chậm trễ bệnh tình, Vu Tử Lương cho rằng tự Trương Dương có thể giải quyết được vấn đề. Lần trước chuyện của Tiết Lão cũng chính là Trương Dương làm, không có bất kỳ liên quan gì tới y. Bạch Đảo nghe nói Vu Tử Lương không thể tới đây được, sau khi hắn cân nhắc một chút cũng chỉ có thể tự mình tới quan để số 1 của Bạch Đảo, đổi thành người khác, Trương Đại Quan Nhân chưa chắc đã trụ tự đi một chuyến, nhưng người bị bệnh là Tiêu Quốc Thành, lại là Tiết Thế Luân tự mình gọi tới. Trương Dương cho rằng lần này là cơ hội để làm tốt quan hệ với Tiêu Quốc Thành, tuy rằng hắn đã đập nát âm mưu của Thái Hồng Triệu Vĩnh Phúc, nhưng không có nghĩa là chuyện khu đất đó của khu bảo lưu thuế nhập khẩu Tân Hải đã được giải quyết triệt để. Muốn để Tiêu Quốc Thành phối hợp với kế hoạch của mình, nhất định phải làm tốt quan hệ với y, vứt bỏ tất cả những điều này, Tiêu Quốc Thành là con nuôi của Tiết Lão, chỉ cần với lý do này, Trương Đại Quan Nhân cũng không thể ngồi yên không để ý đến. Trương Dương bảo Chu Sơn Hổ đưa mình tới Bạch Đảo, không hề liên hệ trước với bên kia, trên đường Tiết Thế Luân đã gọi điện thoại tới, y nói với Trương Dương rằng mình đang từ Kinh Thành tới Bắc Cảng. Tiết Lão cũng vô cùng quan tâm tới bệnh tình của Tiêu Quốc Thành, may mà y cố gắng khuyên bảo Lão ra tử, bằng không Tiết Lão khẳng định muốn đích thân tới Bắc Cảng một chuyến. Trương Dương bảo Tiết Thế Luân yên tâm, chỉ nói mình đã mời một vị danh y tới Bạch Đảo chữa bệnh cho Tiêu Quốc Thành. Về phần vị danh y này chính là Trương Đại Quan Nhân thì hắn không hề để lộ ra mảy may. Chu Sơn Hổ lái xe đưa Trương Dương tới bến tàu, hai người mua vé tàu xong thì đi thẳng tới Bạch Đảo. Trương Dương tới khiến Tiêu Mân Hồng cảm thấy bất ngờ, Trương Dương giải thích với cô ta, chú Tiết bảo tôi hỗ trợ mời bác sĩ tới đây. Tiêu Mân Hồng mở to mắt có chút kinh ngạc nhìn Chu Sơn Hổ, cô ta biết Chu Sơn Hổ, tới đây chỉ có hai người Trương Dương và Chu Sơn Hổ, trong khái niệm của cô ta thì Trương Dương là bí thư thị ủy Tân Hải.
Nói cách khác người còn lại chính là bác sĩ. Nhưng hắn rõ ràng là lái xe của Trương Dương mà. Chu Sơn Hổ đang muốn giải thích thì lại nghe Trương Đại Quan Nhân nói, người không thể chỉ nhìn tướng mạo, bên cạnh tôi trước giờ đều là ngọa hổ tàng long. Sơn Hổ xuất thân thầy lang, biết không ít bí phương, khụ khụ khụ. Trương Đại Quan Nhân hôm nay vốn một chút sức mạnh cũng không có. Giờ nói dối thì càng thấy ngại. Chu Sơn Hổ vẻ mặt đỏ bừng, đừng nhìn mặt hắn đen xì, nhưng da mặt khá mỏng, so với Trương Đại Quan Nhân thì không phải chỉ kém một chút. Tiêu Mân Hồng nhìn thấy bộ dạng của Chu Sơn Hổ, trong lòng liền hiểu ra, cô ta không tin lời quỷ quái của Trương Dương, có điều Trương Dương là ân nhân cứu mạng của cô ta. Cô ta đương nhiên không tiện vạch trần Trương Dương. Tiêu Mân Hồng nói, tình huống của chú tôi hình như ổn định hơn rồi, vừa rồi có mời tới một vị khí công sư. Gì cơ, Trương Đại Quan Nhân nghe vậy thì ngây ra, Tiêu Mân Hồng không ngờ mời tới một vị khí công sư. Tiêu Mân Hồng gật đầu nói, đại đệ tử Chu Hồng Quan của Tiền Long tiên sinh. Trương Dương vừa nghe vậy thì cũng thấy có chút thú vị, quay mặt đi hắt xì một cái rồi nói, vậy tôi theo cô đi xem. Tiêu Mân Hồng nói, bí thư Trương, chú tôi sau khi được trị liệu thì vừa mới đi vào giấc ngủ, anh thấy. Ý tứ của cô ta rất rõ ràng, lúc này không tiện thăm, cô ta cũng không tin Chu Sơn Hổ là bác sĩ. Lúc này một cô hộ sĩ xinh đẹp hối hoảng từ trong biệt thự chạy, kinh hô Tiêu tiểu thư, tiên sinh hắn. Tiên sinh hắn. Cô ta lắp bắp không nói ra được nguyên do, nhưng vẻ hoảng sợ trên mặt thì đã nói rõ tất cả. Tiêu Mân Hồng hoa dung thất sắc, xoay người chạy vào trong biệt thự, Trương Đại Quan Nhân cũng chạy theo cô ta, giờ thì Tiêu Mân Hồng cũng chẳng buồn ngăn cản hắn nữa. Tới ngoài phòng của Tiêu Quốc Thành, còn chưa đi vào đã ngửi thấy một mùi tanh hôi, Trương Đại Quan Nhân nhướng mày, hắn bảo Chu Sơn Hổ đừng theo vào, tự hắn đi vào phòng cùng Tiêu Mân Hồng, liền thấy Tiêu Quốc Thành đang nằm trên giường toàn thân lõ lồ. Trên người cắm không ít ngân châm, ở trên gối có không ít vết máu màu tím. Khớp hàm Tiêu Quốc Thành cắn chặt lại, sắc mặt xanh mét, cơ thịt trên người căng cứng, ở bên cạnh giường là một gã nam tử mặc trang phục màu trắng đang lẩm bẩm, ngân châm trong tay vẫn đang không ngừng cắm vào người Tiêu Quốc Thành, nam tử đó chắc hẳn chính là đại đệ tử Chu Hồng Quan của khí công đại sư Tiền Long. Chu Hồng Quan mặt chữ điền, dưới cằm có ba chòm râu, sắc mặt ửng đỏ, trán lấm tấm mồ hôi, vẻ mặt rất khẩn trương. Trong lúc Trương Dương đi tới giường, Chu Hồng Quan lại cắm thêm một cây ngân châm, tình huống của Tiêu Quốc Thành chẳng những không có chuyển biến tốt, ngược lại thân thể bất giác run rẩy. Tiêu Mân Hồng nhìn thấy tình cảnh trước mắt thì vừa lo vừa sợ, thấp giọng khóc nức nở, cô ta run giọng nói, đại sư, xin ngài cứu chú tôi. Chu Hồng Quan đưa tay áo lên lau mồ hôi lạnh trên trán, đứng lên nói, Tiêu tiểu thư đừng kinh hoàng, tôi dùng độc môn khí công cứu hắn. Trương Dương cúi đầu nhìn đồ bị nôn ra trong ống nhổ, lại nhìn vết máu trên đầu giường, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Chu Hồng Quan không biết Trương Dương là ai, nhìn thấy hắn đột nhiên xông vào thì trợn trừng hai mắt nói, ai cho anh vào? Không phải đã nói khi tôi chữa bệnh thì người ngoài không thể ở đây ư? Tiêu Mân Hồng nói, hắn là bạn tốt của chú tôi. Chu Hồng Quan hừ lạnh một tiếng, quang sang Tiêu Mân Hồng, vẻ mặt lập tức trở nên hiền lành, Tiêu tiểu thư, cô đừng kích động. Tôi tới đi lấy chút đồ rồi lập tức sẽ tới. Hắn nhấc bước định đi thì lại bị Trương Đại Quan Nhân tóm lấy tay. Chu Hồng Quan ngạc nhiên nói, anh làm gì vậy? Trương Đại Quan Nhân nói, không phải chữa bệnh bằng khí công ư? Sao phải cần đồ? Chu Hồng Quan kiêu căng nói, anh thì biết cái gì? Một người ngoài nghề, làm sao hiểu được sự tinh diệu trong công pháp của chúng tôi? Mau buông ra, đừng làm ảnh hưởng tới bệnh tình của Tiêu tiên sinh, nếu không thì anh gánh được trách nhiệm này ư? Trương Đại Quan Nhân ngứa mũi, hắt xì một cái lên mặt Chu Hồng Quan. Chu Hồng Quan thẹn quá hóa giận, vẻ mặt đỏ bừng, hiện tại cái mặt này giống như là màu gà vậy. Hắn nhìn thẳng vào Trương Dương, nói, buông ra, tôi không muốn làm anh bị thương. Ngữ khí của thằng cha này cũng rất lớn. Chương 1689, Giang Hồ Thuật Sĩ 3. Trương Đại Quan Nhân khịt khịt mũi rồi hắt xì một cái rõ to, thằng ôn này chính là giáp tâm cố ý. Chu Hồng Quan bị nước bọt phun đầy mặt, thật sự là thảm hại không chịu nổi. Chu Hồng Quan đang muốn phát tác thì Tiêu Mân Hồng vội vàng đi tới, bí thư Trương, anh đừng làm khó Chu tiên sinh. Chỉ từ những lời này của Tiêu Mân Hồng có thể nghe ra cô ta vô cùng tín nhiệm Chu Hồng Quan. Trương Dương gật đầu, buông tay Chu Hồng Quan ra. Chu Hồng Quan oán hận nhìn Trương Dương một cái rồi mới rời đi. Trương Dương vẫy vẫy tay với Chu Sơn Hổ ở ngoài cửa, thấp giọng phân phó, theo dõi hắn cho tôi. Đừng cho tên lang băm này đi. Chu Sơn Hổ nói, hắn nếu chạy thì tôi phải làm gì?
Trương đại quan nhân ho khan một tiếng rồi nói, hắn nếu muốn chạy thì cứ đánh hắn cho tôi. Đánh thâm vào. Tình huống của Tiêu Quốc Thành lúc này trở nên càng nghiêm trọng hơn, Tiêu Mân Hồng sợ đến nỗi hoa dung thất sắc, cầm tay hắn, Dương Dương nói chú tiên sinh tới ngay đây, chú cố chịu một chút. Trương Dương tới bên giường nhìn thấy bộ dạng này của Tiêu Quốc Thành, lông mày không khỏi nhíu lại, lúc này cơ thịt trên người Tiêu Quốc Thành căng cứng, bởi vì vậy mà gân xanh nổi cả lên, lộ ra vẻ cực kỳ kinh người. Trương Dương nhìn vào thân thể lõa lồ của y, hắn nói khẽ cô tránh ra. Tiêu Mân Hồng ngẩn ra, lập tức ý thức được những lời này là nói với mình, cô ta tuy rằng không tình nguyện, nhưng hiện tại trừ Trương Dương ra thì cô ta cũng không biết nên cầu ai giúp, Tiêu Mân Hồng buông tay Tiêu Quốc Thành ra. Trương Dương đi tới, rút hết ngân châm cắm trên người hắn ra, ý bảo Tiêu Mân Hồng bật đèn tím ở bên cạnh nên, vừa hun ngân châm vừa một lần nữa đâm ngân châm vào người Tiêu Quốc Thành, khiến Tiêu Mân Hồng ngạc nhiên là, theo mỗi cái châm mà Trương Dương đâm vào, tình huống của Tiêu Quốc Thành dần dần đã ổn định, người y không còn run nữa, thân thể đang căng cứng cũng dần dần bắt đầu thả lỏng. Trương Dương phân phó, đi chuẩn bị cho tôi 3 miếng đậu phụ cứng, thuận tiện lấy một cái nồi áp suất tới đây. Tiêu Mân Hồng khó hiểu nói, muốn đậu hủ làm gì? Trương Dương nói, cô cứ tìm tới là được. Một khi bắt đầu chữa bệnh, Trương đại quan nhân liền khôi phục vẻ cao thâm mạc chắc của hắn. Khi Trương Dương khám bệnh không muốn giải thích với người khác, thật ra cho dù hắn giải thích thì Tiêu Mân Hồng cũng không hiểu. Đậu hủ là loại nguyên liệu luôn có trong nhà ăn, bản thân Tiêu Quốc Thành lại là người theo chủ nghĩa ăn chay, cho nên trong nhà không đậu hủ, chỉ chốc lát sau Tiêu Mân Hồng mang mấy miếng đậu hủ về, không có đậu phụ đông, nên đặt vào tủ lạnh, có điều cho dù bật lạnh nhất cũng cần thời gian, cô ta lo cho bệnh tình của chú, cho nên mang thái độ thử cầm tới 3 miếng đậu hủ bình thường. Trương Dương cầm lấy đậu hủ, nhìn thấy chưa đông thì liếc Tiêu Mân Hồng một cái, Tiêu Mân Hồng nói, không có đậu phụ đông, tôi đã sai người cho vào đậu hủ rồi. Trương Dương nói, cô trước tiên ra ngoài đi, bất kỳ ai cũng đừng quấy rầy tôi. Tiêu Mân Hồng cắn cắn môi, cô ta không hề di động bước chân. Trương Dương nói, tôi một mình chữa bệnh cho Tiêu tiên sinh. Tiêu Mân Hồng nói, không, tôi phải ở lại đây. Tuy rằng cô ta biết Trương Dương chắc sẽ không hại Tiêu Quốc Thành, nhưng cô ta vẫn có chút không yên tâm. Trương Dương cũng không tiếp tục kiên trì, lắc đầu rồi đặt một miếng đậu lên trên bụng Tiêu Quốc Thành, hai miếng còn lại thì một đặt ở tim, một đặt ở môi trên của y, nhưng không hề che lỗ mũi của y, nếu thì không chừng Tiêu Quốc Thành sẽ ngạt thở mà chết. Tiêu Mân Hồng nhìn mà ngây ra, cô ta thầm nghĩ trong lòng, Trương Dương này chắc không phải là một tên lang băm chứ. Trương Dương hít sâu một hơi, ngân châm xuyên qua đậu hủ đâm vào rốn của Tiêu Quốc Thành, nhẹ nhàng vê, sau đó rút ra. Cũng dùng ngân châm đâm vào hai khối đậu hủ khác. Sau khi làm xong tất cả, Trương Dương đặt tay lên trên bụng Tiêu Quốc Thành, lòng bàn tay nắm lấy miếng đậu, thúc nội lực của hắn tuy rằng không thể tùy tâm sở dục giống như bình thường, nhưng sau khi trải qua một trận đấm đá của Chu Sơn Hổ, ít nhiều cũng khôi phục một chút nguyên khí, hàn khí của âm sát tu la trưởng vô thanh vô tức rót vào trong miếng đậu, rất nhanh đậu hủ trên rốn Tiêu Quốc Thành đông thành cứng ngắc, sau đó hiện tượng kỳ quái xảy ra, theo thời gian trôi qua, đậu hủ bắt đầu biến thành màu đen. Đến cuối cùng thì trừ phần chóp vẫn còn là màu trắng, các bộ phận khác đã toàn bộ biến thành màu đen, hơn nữa màu nhạt dần từ phần đít lên tới đầu. Trương Dương cho miếng đậu vào cái túi rồi ném vào trong nồi áp suất, sau đó thì lại thúc nội lực nên hai miếng còn lại. Tiêu Mân Hồng ở bên cạnh nhìn mà trợn mắt há hốc miệng, cô ta từ đầu tới đuôi đều ở bên cạnh nhìn không chớp mắt, biết Trương Dương chắc không phải đang đùa, cảnh tượng như vậy cũng không thể dùng từ lang băm để giải thích. Đậu hủ vốn mềm, sau khi tay Trương Dương đặt vào thì tất cả trở thành đậu phụ đông cứng rắn, hơn nữa màu đậu cũng cơ hồ biến thành màu đen. Keng một tiếng, miếng đậu cứng cuối cùng bị ném vào trong nồi áp suất, Tiêu Mân Hồng có chút tò mò vươn tay ra muốn cầm thì lại bị Trương Dương quát bảo ngưng lại, Trương Dương nói còn muốn sống thì đừng có chạm vào nó. Tiêu Mân Hồng vội vàng rụt tay về. Trương Dương đòi một cái khẩu trang, đeo lên mặt Tiêu Quốc Thành, sau đó đứng dậy nói, để hắn nghỉ ngơi một lát. Tôi nghĩ không lâu nữa hắn sẽ tỉnh thôi, đậu trong nồi áp suất thì cho thêm nước, mang tới phòng bếp đun một tiếng, sau đó ném đi, nồi áp suất cũng không được dùng nữa. Tiêu Mân Hồng nhìn Trương Dương nửa tin nửa ngờ, lại nhìn chú đang nằm trên giường không nhúc nhích. Có điều vẻ mặt tựa hồ so với vừa rồi thì tường hòa hơn nhiều. Trương Dương vào toilet rửa sạch hai tay, liên tiếp hắt xì mấy cái lúc này nhớ tới chuyện của Chu Hồng Quan. Tới tiền viện của biệt thự nhìn thấy Chu Hồng Quan nằm trên cỏ đã mặt mũi bầm dập, Chu Sơn Hổ thì ở bên cạnh như hổ rình mồi nhìn chằm chằm hắn,
quả nhiên không ngoài dự kiến của Trương Dương, thằng cha này lấy cớ đi lấy đồ, trên thực tế là muốn nhân cơ hội bỏ chạy. Hắn chưa đi được bao xa thì đã bị Chu Sơn Hổ bắt lại, hai bên tranh chấp, bởi vì Trương Dương trước chuyện đã dặn dò. Chu Sơn Hổ mới bất chấp tất cả, đánh cho Chu Hồng Quan một trận, bí thư Trương đã dặn bất kể là như thế nào cũng phải giữ hắn lại, khi cần thiết có thể ra tay, hơn nữa cứ đánh thật nặng. Chu Hồng Quan nằm trên cỏ ngay cả khí lực bò dậy cũng không có, lẩm bẩm, chúng mày chờ đó, sư phụ tao sẽ không bỏ qua cho chúng mày. Nghe thế thằng ôn này nói năng bố lao, Chu Sơn Hổ nhấc chân đạp cho hắn một cái, Chu Hồng Quan rõ ràng là nói chẳng được gì còn bị ăn đòn, chỉ đánh nén giận ngậm miệng lại. Trương đại quan nhân đi tới trước mặt Chu Hồng Quan, cúi đầu nhìn hắn. Còn chưa nói gì thì lại thấy ngứa mũi, miệng há ra, Chu Hồng Quan nhìn ra không ổn, vội vàng che mặt, cả nước bọt theo cái hắt xì của Trương đại quan nhân bay ra. Trương đại quan nhân khịt khịt mũi, rút khăn tay ra, nói Chu Hồng Quan, anh thành thật khai ra cho tôi, anh đã làm gì với Tiêu tiên sinh? Chu Hồng Quan nói, tôi chưa làm gì cả. Trương Dương đánh mắt ra hiệu cho Chu Sơn Hổ, Chu Sơn Hổ lập tức hiểu ý. Đi tới tát cho Chu Hồng Quan một cái thất điên bát đảo, nổ đom đóm mắt. Cái tát này triệt để phá tan phòng tuyến tâm lý của Chu Hồng Quan, hắn kêu thảm thiết nói, đừng đánh tôi không làm gì cả. Tôi chỉ là muốn lừa chút tiền, tôi căn bản không biết khí công gì cả, bản sự của sư phụ tôi ngay cả một thành cũng không học được, tôi sai rồi. Trương Dương chỉ vào mũi Chu Hồng Quan nói, vừa thấy anh là biết không phải hạng lương thiện gì rồi, chút đạo hạnh này mà cũng dám ra ngoài lừa tìa. Tôi thấy sư phụ anh cũng chỉ là hạng giang hồ thuật sĩ mà thôi. Chu Hồng Quan vẻ mặt cầu xin nói, van cầu anh tha cho tôi trả lại tiền cho các anh. Lúc này Tiêu Mân Hồng đi tới, vừa hay nhìn thấy tình cảnh trước mắt, nghe rõ những gì mà Chu Hồng Quan nói, không khỏi có chút tức giận. Chu Hồng Quan này thật sự là rất đáng giận, lừa người không ngờ lại lừa tới cả chỗ bọn họ, phải biết rằng đây là chuyện liên quan tới tình mạng con người, nếu bởi vì hắn mà có vấn đề. Vậy thì có bao nhiêu tiền cũng không gỡ lại được tổn thất. Tiêu Mân Hồng lạnh lùng nói, anh chờ ngồi tù đi. Chu Hồng Quan van xin, Tiêu tiểu thư, cô đại nhân đại lượng tha cho tôi lần này đi, tôi về sau sẽ không dám nữa. Tiêu Mân Hồng hừ lạnh một tiếng, không để ý tới hắn, cô ta nói khẽ với Trương Dương, chú tôi tỉnh rồi, y muốn gặp anh. Trương Dương gật đầu, cùng Tiêu Mân Hồng quay lại biệt thự, Chu Hồng Quan ở phía sau vẫn đang không ngừng kêu rên. Trương Dương nghe mà buồn cười, hắn nói khẽ cô từ đâu tìm ra tên này đấy. Tiêu Mân Hồng nói, tôi cũng là bất đắc dĩ, bác sĩ được mời đến đều thúc thủ vô sách với bệnh tình của chú tôi, có người đề nghị tôi thử chữa bệnh bằng khí công, rồi đề cử vị đệ tử của Tiền Long Đại Sư này, tôi nghĩ với thanh danh của Tiền Long Đại Sư, đại đồ đệ của ông ta chắc cũng rất có bản sự, ai ngờ người này lại là kẻ lừa đảo, nếu không phải là bí thư Trương tới kịp thời, chỉ sợ bệnh tình của chú tôi sẽ hoàn toàn bị chậm trễ. Trương Dương cười nói, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, chuyện này chẳng trách được cô. Trên mặt Tiêu Mân Hồng tràn ngập vẻ áy náy, cô ta nói khẽ, đúng rồi, chú tôi rốt cuộc bị bệnh gì? Trương Dương nói, hắn căn bản là không phải bị bệnh. Không phải bị bệnh ư? Tiêu Mân Hồng kinh ngạc nói. Chương 1690, khó tránh khỏi phạm sai lầm 1. Tiêu Quốc Thành nghe thấy Trương Dương nói như vậy thì cũng rất kinh ngạc, y vừa tỉnh lại không? Sắc mặt cũng rất khó coi, tái nhợt vô cùng, trong ánh mắt lộ ra hắc khí, khẩu trang đeo trên mặt vẫn chưa được bỏ xuống. Cửa sổ trong phòng được mở ra hết, mùi tanh hôi bên trong đã bị gió biển xua tan đi hết. Trương đại quan nhân ho khan vài tiếng, gật đầu nói, không phải bị bệnh. Tiêu Quốc Thành nói, tôi mỗi năm đều bị ho trong một đoạn thời gian rất dài, cũng đã tìm rất nhiều chuyên gia khoa hô hấp, trình độ của những chuyên gia này đều là nhất lưu thế giới. Bọn họ đối với bệnh ho suyễn của tôi cũng đành bó tay. Trương Dương nói, bởi vì bọn họ không tìm được nguyên nhân chân chính của bệnh trạng loại này. Tiêu Quốc Thành nói, bí thư Trương có thể giải thích cho tôi không? Tiêu Mân Hồng nói, bí thư Trương, trước khi nhìn anh ra tay, tôi trước giờ không ngờ đậu hủ cũng có thể chữa bệnh, hơn nữa miếng đậu hủ đó trong tay anh chỉ chốc lát là biến thành cứng ngắc và đen xì. Trương Dương cười nói, đó cũng không phải là vì tôi, hắt xì. Tiêu Quốc Thành nói, vậy trong đây rốt cuộc là chuyện gì? Trương Dương nói, trước khi tôi giải thích với hai người, tôi hy vọng hai người đáp ứng tôi một chuyện, tất cả những gì tôi làm ở đây hôm nay, tất cả những gì tôi nói hôm nay, các anh phải nghiêm khắc giữ bí mật, ngoài chúng ta ra thì không thể để lộ ra với trước bất kỳ ai. Tiêu Quốc Thành và Tiêu Mân Hồng đồng thời gật đầu. Trương Dương nói, anh không phải sinh bệnh,
anh sở dĩ biến thành thế này là vì có người ở gieo cổ độc vào trong cơ thể anh. Gieo cổ độc. Trương Dương gật đầu, loại cổ thuật kỳ quái này trước đây từng được thấy ở Tây Hòa Miêu Cương, nơi đó có một số dân tộc thiểu số nắm giữ được loại phương pháp thần bí này, một loại thông thường nhất chính là vào tiết Đoan Ngọ, lấy các loại độc trùng bỏ vào trong bình gốm, trước tiên ở bịt vải ở miệng, sau đó che lại, vào lúc đêm vắng, ở ngã tư đường đào một cái hồ sâu hai thứ năm tấc, sau đó thì lấp lại, để mặc cho chúng tàn sát nhau, trải qua 7-7-49 ngày thì đào ra, cuối cùng chỉ có một loại độc trùng may mắn còn tồn tại. Bóp chết con độc trùng còn may mắn sống sót đó mang đi phơi nắng sau đó nghiền thành bột, đặt ở trong lư hương, cái này gọi là hương lô cổ, trong lòng người nuôi cổ, hương lô cổ là có linh hồn, rất thành kính với nó, không dám có chút khinh thị, bình thường đều đặt ở đầu giường người nuôi cổ, vào sáng sớm ngày mùng 9 tháng 1 âm lịch mỗi năm, người nuôi cổ mang hương lô tới mộ bên ngoài, đốt ba nén hương trong lô, sau đó thì mặt hướng về phía tây, lặng lẽ niệm chú ngữ, lặp lại 9 lần, sau đó thì mang về. Trên đường không được quay đầu lại, sau khi về nhà thì đặt hương lô cổ ở chỗ cũ, năm nào cũng vậy, không được bỏ sót, trong đây còn có một điểm mấu chốt, khi đốt hương bái lô nhất định không để người ngoài nhìn thấy, nếu không thì cổ không linh, sẽ ra ngoài quấy phá, mà người bình thường nếu chẳng may gặp người nuôi cổ đốt hương bái lô, tất phải hét to để trấn trụ người nuôi cổ, nếu không thì bản thân mình cũng sẽ trúng cổ độc, thường thường trong 7 ngày là chết. Những lời này của Trương Đại Quan Nhân khiến chú cháu Tiêu Quốc Thành nghe mà trợn mắt há hốc miệng, hai người đều cảm thấy Trương Dương nói thật sự là rất bất khả tư nghị. Tiêu Quốc Thành nói khẽ anh là nói tôi trúng cổ độc của người khác, nhưng tôi chưa từng gặp người đốt hương bái lô bao giờ. Trương Dương nói, nếu anh gặp phải thật thì nói không chừng anh đã chết từ lâu rồi, hiện tại xem ra, anh là có hai loại khả năng, một là bị người ta gieo cổ, hai là bị người trúng cổ lây sang, Tiêu Tiên Sinh có từng tới Miêu Cương bao giờ chưa? Tiêu Quốc Thành lắc đầu. Tiêu Mân Hồng nói, bí thư Trương, ba miếng đậu biến thành màu đen vừa rồi, chẳng lẽ chính là cổ độc mà anh nói? Trương Dương nói, bệnh tình lần nãy chùa Tiêu Tiên Sinh trên thực tế chính là cổ độc phát tác, tôi sở dĩ lựa chọn đậu hủ, là vì bản thân đậu hủ là nguyên liệu nấu ăn, có sức hấp dẫn đối với cổ trùng, tính chất của đậu hủ là tơi, dễ dàng cho để cổ trùng xâm nhập, tôi muốn đậu phụ đông chính là muốn dùng nhiệt độ thấp để làm tê liệt cổ trùng, không để nó lan ra những nơi khác. Tiêu Quốc Thành nói, chẳng lẽ bệnh của tôi có thể lây ư? Trương Dương nói, anh vốn không sao, nhưng tôi dùng châm đâm phá huyệt đạo của anh, chẳng khác nào mở thông kinh mạch của anh, cổ trùng cũng thuận theo những lỗ thủng này mà ùa ra. Nhưng vừa rồi tên Chu Hồng Quan đã đâm rất nhiều châm lên người tôi, vậy người chung quanh vậy tôi chẳng phải là đều bị nguy hiểm ư? Trương Dương nói, không sao, Chu Hồng Quan đó tuy rằng đâm anh không ít châm, nhưng hắn không châm đúng chỗ. Trên mặt Tiêu Mân Hồng tràn ngập vẻ xấu hổ, cô ta hối hận không thôi, nói, đều là tại tôi, không nên mời bọn lừa đảo giang hồ đó tới. Cô ta nghĩ đến một chuyện nói khẽ, bệnh tình của chú tôi đột nhiên nặng thêm, liệu có là vì người này động tay động chân không? Trương Dương lắc đầu nói, không liên quan tới hắn, cho dù hắn có muốn động tay động chân thì cũng không có bản sự đó. Hắn nói với Tiêu Quốc Thành, Tiêu Tiên Sinh, anh có từng tiếp xúc với người Miêu không? Tiêu Quốc Thành cau mày. Nhíu mày suy nghĩ, một lát sau y mới, anh đi theo tôi. Y chậm rãi ngồi dậy, Tiêu Mân Hồng muốn tới đỡ hắn nhưng lại bị y xua tay từ chối. Tiêu Mân Hồng đưa một cây gậy cho y, Tiêu Quốc Thành chỉ ra bên ngoài, ý bảo Trương Dương đi theo y, bởi vì y không nói gì với Tiêu Mân Hồng, cho nên Tiêu Mân Hồng biết điều ở lại trong phòng. Tiêu Quốc Thành dẫn Trương Dương tới một tầng hầm của quan để số 1, nơi này là phóng chứa đồ của Tiêu Quốc Thành. Bên trong chứa rất nhiều vật phẩm siêu tầm quý hiếm của Tiêu Quốc Thành trong nhiều năm qua. Đi thông tới tầng chứa đồ dưới đất có hai tầng cửa mật mã, đều phải thông qua hai lần mật mã và dấu vân tay mới có thể tiến vào được. Bên dưới cất phải tới hơn 400 cái hộp, trong đó có đồ cổ, có tranh chữ, có không ít tác phẩm điêu khắc hiện đại. Trương Đại Quan Nhân phát hiện bức tỷ bà hành mà mình tặng cho Tiêu Quốc Thành cũng ở trong đó, được đặt trong một tủ thủy tinh chân không. Một bức tranh chữ rất lớn trên một bức tường ở phía bắc đã hấp dẫn sự chú ý của Trương Dương, bên trên vẽ một mỹ phụ trung niên hiền hòa, ánh mắt của Tiêu Quốc Thành cũng nhìn lên bức tranh đó, vẻ mặt của y lộ ra vẻ áy náy, nói khẽ, đây là vợ tôi. Y đi đến phía trước một bức tượng điêu khắc châu Phi, vặt cái đầu của bức tượng, bức tranh đó chậm rãi di động, phía sau xuất hiện một cánh cửa trống trộm hợp kim, Tiêu Quốc Thành ấn mật mã, sau đó tiến hành kiểm tra vân tay và võng mạc. Trương Đại Quan Nhân trong lòng thầm lấy làm ạ, không ngờ phía dưới quan để số 1 cất giấu nhiều bí mật như vậy, Tiêu Quốc Thành có thể dẫn mình xuống,
đủ để chứng minh y tín nhiệm mình. Từ sau khi tiến vào phòng Hứa Đồ dưới đất, hai người rất ít nói chuyện, bầu không khí lộ ra vẻ ngưng trọng, Trương Dương muốn làm dịu bầu không khí, mỉm cười nói, Tiêu tiên sinh, anh không sợ tôi truyền ra bí mật của anh ư. Ánh mắt Tiêu Quốc Thành chiếu sang Trương Dương, vẻ mặt của y tràn ngập vẻ bi thương, Trương đại quan nhân nhìn thấy bộ dạng này của y thì cũng không khỏi ngẩn ra, mũi ngứa, lại liên tiếp hắt xì hai cái. Tiêu Quốc Thành không nói gì, đi qua cửa mật mã, Trương Dương đi theo sau y, nhìn thấy cửa mật mã dày độ một thước, cấu tạo cực kỳ chắc chắn. Dọc theo bậc thang đi xuống phía dưới bên trong nhiệt độ bên trong rất thấp, sự kích thích của cái lạnh khiến Trương đại quan nhân không ngừng hắt xì liên tiếp. Hắn đoán ra Tiêu Quốc Thành dẫn hắn tới một kho lạnh, vị siêu cấp phú ông này không ngờ xây một kho lạnh ở dưới đất. Không biết ở trong đây rốt cuộc cất giữ bảo bối gì. Tiêu Quốc Thành nói khẽ, anh bị bệnh à? Trương Dương vừa dùng khăn lau mũi vừa nói, tối hôm qua trời mưa, đột nhiên bị bệnh. Thằng cha này tuy rằng da dày, nhưng cũng ngại nói ra nguyên nhân chân chính với người khác. Tiêu Quốc Thành gật đầu, y mở chốt trên tường, bước chân đột nhiên chậm lại và rất nhẹ, giống như sợ đánh thức gì đó. Trương đại quan nhân đoán không sai, nơi này quả thật xây dựng một kho lạnh, có điều trong kho lạnh không phải là cất giữ bảo bối gì, chỉ có một chiếc quan tài thủy tinh, có một phụ nữ nằm bên trong. Tiêu Quốc Thành nhìn thi thể của phụ nữ trong quan tài thủy tinh, ánh mắt trở nên ôn nhu vô cùng, y nói khẽ, đây là vợ tôi. Trương đại quan nhân trước đó nghe Tiêu Mân Hồng nói qua, vợ của Tiêu Quốc Thành đã chết vì ung thư từ 7 năm trước, hơn nữa cô ta chết ở nước Mỹ, lúc ấy Tiêu Quốc Thành vẫn chưa xây xong căn biệt thự này, không ngờ thi thể của cô ta được Tiêu Quốc Thành mang về giữ ở đây, nếu tất cả những lời Tiêu Mân Hồng nói là sự thật, Tiêu Quốc Thành chuyển thi thể của vợ về đây chắc hắn tốn rất nhiều công sức. Trương Dương nhìn chăm chú nữ nhân trong quan tài thủy tinh, sắc mặt của người chết thường thường là trắng bệch, nhưng nữ nhân trong quan tài lại khác. Sắc mặt của cô ta không ngờ vẫn ửng đó, thoạt nhìn trông rất sống động, đây là bởi vì cô ta trước khi được đưa vào quan tài đã được hóa trang. Tiêu Quốc Thành nói, cô ta không phải là chết vì ung thư phổi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 197.